Vâng, xin chào toàn thể quý khách hàng thân yêu nhé. Đã trở lại với kênh bán hàng 34 Phan nhịp cầu xe cũ của bên em. Và trong buổi tối ngày hôm nay, trời thời tiết rất là lạnh. Vâng, rất là lạnh rồi. Các bác có nhu cầu giữ gìn sức khỏe, vâng, để an toàn cho cả nhà, thì các bác hãy đến tại cửa hàng số 1 đường Thanh Niên, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương, để các bác có thể tham khảo những cái mẫu xe đẹp tại đây. Giá cả rất là tốt các bác nhá. Vâng, giá cực kỳ tốt và cực kỳ yêu luôn. Đấy, các bác có nhu cầu hãy về ở tại số 1 đường Thanh Niên, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương để chiêm nghiệm các cái mẫu xe đẹp tại đây, xe chất lượng, bao tiết hãng cho quý khách hàng nhá. Và quý khách hàng có nhu cầu đặt cọc, bên em sẽ ship tận nơi, tận đầu giường cho các bác luôn. Đấy các bác nhá. Vâng, có nhu cầu là bên em sẽ đưa em nó tận chân giường cho các bác và thẩm tra. Đấy, kiểm tra, ok, giao dịch. Còn nếu như không đúng như bên em cam kết, chắc chắn bên em sẽ phải thu hồi xe và sẽ phải trả lại tiền cọc cho các bác ạ. Vâng, đấy các bác hãy vào đi. Đấy, các bác có nhu cầu thì hãy để lại số điện thoại cho bên em hoặc alo trực tiếp theo số hotline 0964 834 834, 0963 882 833, 0989 470 333. Những chiếc xe đẹp, rất là đẹp ở tại đây đang đón đợi quý khách hàng đến để xem và cùng trải nghiệm với những chiếc xe tại cửa hàng 34 Phan các bác nhé. Vâng, trước khi những chiếc xe bên em bày bán ra đây đều kiểm tra qua tất cả các hạng mục rồi. Đấy, nên các bác cứ yên tâm ạ. Vâng, gối đầu cao mà ngủ các bác nhé. Đấy, kiểm tra hạng mục thứ nhất, không được phép đâm đụng lạ. Hạng mục thứ hai là không được phép ngập nước. Và hạng mục thứ ba là keo chỉ nguyên bản. Đấy các bác nhá, máy móc nguyên zin. Đấy là những yếu tố để nói lên một chiếc xe đẹp, một chiếc xe chất lượng ạ. Đấy, trước mặt các bác anh chị đây là có một chiếc Vios bản E, số sàn 2021 luôn. Vâng, 2021 đấy ạ. Form mới tinh bây giờ đây. Đấy các bác nhìn thấy ạ, biển chính chủ thành phố Hải Dương đang sử dụng đến giờ, gần như mới, siêu lướt. Xe chạy lanh quanh có vạn, hơn vạn xíu thôi. Vâng, hơn vạn chút thôi. Sơn zin em này thì gần như còn nguyên cả xe rồi. Đấy các bác nhìn thấy Vios E này ạ, form mới nhá. La răng mới này. Đấy, đã chịu chơi quả la răng phay. Đấy, đèn bi đầy đủ luôn. Ghế bọc da cẩn thận rồi. Em này các bác mua về thì không phải bàn cãi nữa rồi. Vâng, không cần nghĩ ngợi gì nhiều nhá. Trang bị màn hình đầy đủ đây các bác này. Đấy. Với một chiếc Vios bản E số sàn 2021, form mới, mẫu mới, xe siêu lướt. Đấy các bác nào có nhu cầu mua hãng rẻ hơn mấy chục triệu thì đây. Với chiếc xe này số sàn và bên em đang được chào bán chỉ có 460 triệu đồng. 460 triệu đồng cho chiếc Vios bản E số sàn 2021 đây ạ. Đấy, coi như mới tinh. Vừa mới xuất xưởng xong. Đi hộ các bác cho như chạy hộ nốt đa nhá. Không một lỗi nhỏ luôn. Nếu các bác về đây tìm ra lỗi nhỏ thôi. Đấy, các bác có quyền cứ cầm chìa khóa đánh xe về hộ em nhá. Hộ em luôn. Đấy. Đấy các bác nhìn chiếc Vios bản E số sàn mới kính quang đây ạ. Đẹp lắm các bác ạ. Vâng, mua chiếc xe này thì thôi, không cần phải bàn cãi gì nhiều nữa rồi nhá. Đấy, tiếp theo sang bên đây, có hai mẫu Archer để cho các bác tham khảo ở cửa hàng em đây. Thì có một chiếc là số tự động và một chiếc là số sàn. Hai chiếc đều màu giống nhau. Đấy, và chỉ khác nhau một em số tự động và một em số sàn thôi. Nếu như ở bên ngoài thì các bác nhìn đây thì cũng không có cái gì khác biệt về nhau đâu ạ. Đấy, chỉ khác mỗi bên trong và một cái hộp số tự động thôi. Đấy, khác hộp số tự động thôi các bác nhá. Đây, các bác nhìn thấy ạ, bên ngoài hình thức đây, form dáng đều có mạ chrome ở trước mặt ca răng này. Đấy, đều có đèn gầm đầy đủ này. Và cũng chỉ là đèn projector bình thường thôi. Đấy, bên trong đây. Bên trong thì của em số sàn này thì cũng đã được trang bị ghế bọc da. Đấy, ghế bọc da cẩn thận rồi các bác nhá. Và với em số sàn này, giá chào bán cho các bác cực kỳ yêu thương. Đấy, 295 triệu đồng cho một em Archer số sàn 2019 này luôn. Đòi cao như thế này mà rẻ, nói thật các bác, dã man rồi. 295 triệu đồng. Nếu như để so với cả một chiếc i10 mới bây giờ, đấy, hoặc so một chiếc i10 cùng đời thôi, cùng đời bác nhá, bản sedan thì còn lâu với bằng em này. Nếu như đánh giá về chất lượng, về chạy, chất lượng về độ tiêu hao nhiên liệu và chất lượng về độ bền nhá,
Và em này lại rẻ hơn cả so với cả chiếc i10 số sàn 2019. Đấy, loanh quanh em này chỉ có 295 triệu đồng. Nếu như một chiếc i10 số sàn bán đủ, chắc chắn cũng phải nằm ở vị trí 33 rồi. Đấy, nên các bác hãy xem và cân đối hộ em chiếc xe này nhá. i30 bên em hiện tại đang hết hàng nhá. Bác Quy Lão ạ, Santa Fe, ok, bên em đang hết hàng. Đấy, các bác có nhu cầu quan tâm đến một dòng xe phải nói phân khúc B, vừa to, rộng và được cái rằng tiết kiệm nhiên liệu, thì các bác hãy nghĩ đến em này hộ em nhá. Đấy, còn bác nào nếu như ngại đi số sàn thì có thể cân đối sang bên đây là một chiếc Archer số tự động 2019 đấy ạ. Cũng đẹp long lanh luôn, không tì vết luôn đấy ạ. Đấy, với em Archer số tự động này thì cũng được trang bị là ghế bọc da cẩn thận. Và đây, bên trong các bác nhìn thấy ạ, số tự động và số sàn cũng gần xem như nhau. Đấy, cũng được trang bị na răng đúc. Đấy, đèn gầm đầy đủ, ghế bọc da cẩn thận. Và chiếc Archer số tự động 2019 này bên em đang được chào bán giá là 345 triệu đồng. 345 triệu đồng cho chiếc Archer số tự động 2019. Đấy, mới lắm ạ. Vâng, mới lắm bác nhá. Vios EMT 218. Vios EMT 218 bên em đang hết hàng thì chỉ có cho bác một chiếc E số sàn 2021 được không bác? Đấy, một em mới kính quang đây. Đấy, siêu lướt, nếu bác nào đang có ý định mua xe mới, form mới bây giờ thì hãy quên ngay đi. Và hãy nhớ đến em này bác nhá. Nhớ đến em này luôn, bởi vì em nó đời 21, chạy siêu lướt mới có hơn 1 vạn chút thôi. Đấy, không một nỗi nhỏ nhá. Coi như chạy hộ nốt đa cho các bác đây ạ. Và giá chào bán lăn bánh chỉ có 460 triệu đồng cho chiếc Vios bản số sàn 2021 này. Đấy, 2021 đây ạ. i20XT bên em cũng đang hết hàng. Đấy, hiện tại là không còn mẫu nào về i20XT nhá. Nếu như bác Vios EMT 28 thì bác Huy Lam, có thể cân đối cho em sang chiếc xe này được không? Với một chiếc xe này thì nói thật với bác, để mà đi dịch vụ nhá, đi gia đình nhá, chấm hết luôn. Đây, phân khúc C và độ tiêu hao của em nó đây, 5.6 lít này. Đấy, còn đường kết hợp chỉ có 7 lít thôi cho 100 km được kết hợp với chiếc Hyundai Elantra số sàn 2018 đây. Và giá bây giờ bán cũng chỉ đắt hơn Vios một xíu thôi, 440 triệu đồng cho chiếc Elantra phân khúc C, hiện đại về công nghệ và tính năng thì cực kỳ thông minh. Đấy, các bác có nhu cầu form dáng Elantra đẹp thôi rồi luôn. Đấy bác nhá. Hoặc bác Huy Lam có thể vào đây tham khảo cho em chiếc xe. Vâng, bác tham khảo cho em chiếc xe Accent này đi. Đấy, đây ạ. Đây, bác có thể tham khảo cho em chiếc Accent này đi. Đấy, với đời này tầm này tiền 2018 loanh quanh cũng gần 400 rồi, thì bác có thể cố lên xíu nữa. Vâng, tham khảo cho chiếc Accent số sàn 2019 này nhá. Đấy, 2019 này ạ. Xe biển thành phố và được cái em nó chạy rất là ít, loanh quanh 2-3 vạn quay về thôi. Xe thì không một nỗi nhỏ nhá. Và giá chào bán cho chiếc Accent này là 410 triệu đồng thôi ạ. 410 triệu đồng thôi. Đấy, vâng, bác Huy Lam có thể quan tâm, hãy để lại số điện thoại cho bên em nhá, để bên em có thể có mẫu sẽ gửi ngay cho bác tham khảo các mẫu xe luôn. Đấy, mình là người có tiền cho nên bác có quyền tham khảo lựa chọn chiếc xe nào bền bỉ nhất, chiếc xe nào tiết kiệm nhất và chiếc xe nào giữ giá nhất mới là quan trọng bác Huy Lam nhá. Đấy bác ạ. Vâng, ok. Ở sang bên đây, thì xin giới thiệu cho các bác anh chị một chiếc xe Xpander số sàn 2019 luôn, như mới tinh đây các bác này. Đấy, xe mặc dù đời 19 qua 2 năm sử dụng thôi, nhưng mà em này lại được cái chủ nhân toàn ngủ quên ở trong nhà thôi ạ. Đấy, không chịu đi lại gì cả. Đấy, thỉnh thoảng đánh xe đi uống cà phê một chút thôi. Đấy, cho nên là chiếc xe vẫn còn đẹp và mới như thế này. Đời 2019 qua 2 năm sử dụng mà em nó đi lanh quanh cũng chỉ có 3 vạn quay về thôi các bác nhá. Lốp theo xe còn nguyên. Đấy, xe như mới tinh, đã được trang bị ghế bọc da, đầy đủ màn hình các kiểu luôn. Và giá chào bán cho em Xpander số sàn này đi siêu tiết kiệm nhiên liệu đây ạ. Các bác nhìn đây ạ, có 5.3 lít này và có 6 lít cho 100 km được kết hợp với em Xpander này thôi. Và giá chào bán cho mẫu xe này cũng chỉ có giá là 460 triệu đồng.
460 triệu đồng cho Xpander 2019 nhá. Như mới tinh ạ. Vâng, nếu các bác mua em này về chắc chắn tiết kiệm so với xe mới hơn 100 triệu đấy ạ. Hơn 100 triệu các bác nhá. Và 2-3 vạn với cái dòng xe này thì nói thật các bác không có một nghĩa lý gì cả. Đấy, xe chuẩn zin đét, không một lỗi nhỏ, bao test hãng, bao không đâm đụng, không ngập nước cho các bác. Nếu như tìm ra một lỗi nhỏ, em sẵn sàng sẽ tặng xe. Và các bác chỉ việc đến đây cầm chìa khóa đánh xe về. Nếu như chiếc xe này không đẹp không chất như em nói nhá. Vâng, Focus hatchback bên em đang hết hàng. À, đang hết hàng rồi ạ. Bác hỏi cái dòng xe nó cũng rất ít người dùng. Đấy bác nhá. Bên em các bác thấy một loạt các em Xpander đây. Nếu bác nào có nhu cầu hãy đặt gạch ngay từ bây giờ hoặc alo ngay để có giá tốt nhất cho những em Xpander này nhá. Đấy, những em Xpander này đây ạ. Đấy, tiếp theo sang bên đây. Sang bên đây là một chiếc Hyundai Tucson. Tucson 2011 của bên em đây ạ. Đấy các bác nhìn thấy một em vàng cát đây ạ. Cực kỳ đẹp luôn. Với chiếc Hyundai Tucson này. Đấy, đảm bảo với các bác đi em này thì phê thôi rồi luôn ạ. 5 chỗ gầm cao, máy thoáng, chân dài cực kỳ luôn. Cách âm tốt và cách nhiệt rất là tốt. Chạy không hề có tiếng động gì. Xe ngồi lên chạy chắc lịch. Như là cua đây bác nhá. Đấy. Vios G 2014-2015. Thì em này có một chiếc xe giới thiệu cho bác là 2017. Được không ạ? Bác Quy Lão ạ. Vâng, bác Quy Lão nhá. Thì với chiếc Hyundai Tucson 2011 này của bên em nhá, đang được chào bán giá của em nó cũng chỉ có là 465 triệu đồng thôi ạ. 465 triệu đồng cho em Hyundai Tucson này. Đấy các bác có nhu cầu thì hãy quan tâm và để lại số điện thoại để sở hữu một em chân dài, gầm cao và đi cực kỳ sướng nhá. Cực kỳ sướng luôn này ạ. Nội thất của em nó đây. Đã được trang bị ghế bọc da này. Đấy. Trang bị cửa lốc trời toàn cảnh Panorama đây ạ. Đấy, cái này là cái quan trọng nhất các bác nhá. Và quan trọng nữa là điều hòa tự động, chìa khóa thông minh ấn nổ đầy đủ rồi. Đấy, xe nội thất thì đẹp rồi. Không một lỗi nhỏ nhá, keo chỉ không mất phần nào. Sơn xi thì sạch đẹp. Và giá chào bán cho em Hyundai Tucson này là 465 triệu đồng. 465 triệu đồng cho em gái da vàng này nhá. Em gái da vàng đây ạ. Kế sang bên đây là một em chân dài, gầm cao, máy thoáng, lại da trắng đây. 2017 Fortuner nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đây ạ. À, nhập khẩu nguyên chiếc Indo đây. Đấy, nguyên chiếc Indonesia đây bác nhá. Các bác nhìn ngắm một em khủng long đây ạ. À, cao to đẹp như thế này. Đen thơm cực kỳ luôn. Đấy, người ta bảo cao to thì đen thôi. Nhưng mà em này đi máy dầu thơm cực kỳ. Đấy các bác nhá. Máy dầu mà lổ ngỡ như máy xăng đây ạ. À, 2017 luôn. Trắng ngọc trinh, đẹp không tì vết. Không một lỗi nhỏ với chiếc xe này. Đấy các bác có thể nhìn thấy em đây. Đấy, cùng ngắm nghía ngoại hình của em nó đi ạ. À, xem đã đủ độ dài, đã đủ độ sướng cho các bác chưa? Khi các bác ngồi lên em này, các bác sẽ cảm nhận được rằng cái độ mượt, cái độ gọi là tiết kiệm nhiên liệu nhá. Mặc dù xăng dầu đắt như thế này, nhưng mà em chạy cũng chỉ có loanh quanh 1.000 đồng một cây thôi. 1.000 cho đến 1.100 một cây thôi các bác nhá. Đấy, 1.100 thôi ạ. Không hơn đâu. Vì cái dòng Fortuner này đã được trang bị tới hộp số sàn 6 cấp. Đấy, và độ tiêu hao của em nó cũng chỉ có loanh quanh 5 lít rưỡi cho đến 6 lít quay về cho 100 km được kết hợp với chiếc Fortuner số sàn máy dầu này. Đấy các bác nhá. Có nhu cầu hãy quan tâm alo trực tiếp cho bên em để sở hữu một em chân dài, da trắng, gầm cao, máy thoáng và đi thì sướng ơi là sướng luôn. Đảm bảo các bác không sướng em sẽ trả lại tiền. Đấy, không sướng trả lại tiền luôn. Đấy các bác nhá. Riêng dòng Fortuner cao như thế này mà các bác cứ trèo như những cái vỉa hè đấy thì chắc chắn là cứ yên tâm một điều rằng không phải lo nghĩ gì đâu ạ. Vâng, vô tư luôn. Vỉa hè, bờ lốc các kiểu em nó sẵn sàng, chỉ nhẹ một phát thôi là em nó đã lên tận trên rồi. Đấy, sướng lên tận đỉnh rồi. Đây bác Quy Lão Santa Fe đây ạ. Bác có thể tham khảo cho em chiếc xe này đây ạ. Đấy, đây, một chiếc Vios bản G 2014 của bên em đây. Bác nhìn đây ạ, với một chiếc Vios bản G đây, màu vàng cát nhá. Và bác thích để lại số điện thoại cho bên em sẽ có giá yêu thương cực kỳ cho bác luôn. Với chiếc Vios bản G 2017 này. Đấy bác nhá.
màu vàng cát và đã được chủ nhân lên hẳn màn hình. Cam lùi đầy đủ luôn, Full HD rồi. Đấy, riêng mẫu xe này thì nói thật các bác, không cần bàn về chất và cũng chỉ bàn về giá thôi nhá. Bàn về giá thôi ạ. Và giá chào bán cho em Vios bản G217 màu vàng cát, máy zin từ nắp dàn quà, keo chỉ nguyên bản không mất một phần nào, gầm bài chắc lịch. Và giá chào bán cho em nó cũng chỉ có 440 triệu đồng. 440 triệu đồng cho chiếc Vios bản G2017 này nhá. Đấy các bác thấy ok chưa ạ? Đấy, Venza đời 2009 bên em đang hết hàng. Đấy, bác yêu thương thương cái dòng gồ ghề đó, nó thật bác là rất là tốn xăng nhá. Vâng, máy 2.7 đấy bác ạ. Đến Fortuner mà em chạy đã thấy hốt lắm rồi, thì không biết là bác lên cái em đấy không biết nó hốt đến cỡ nào nữa đâu ạ. Đấy, có luôn đây, bác Mạnh Tiến này ạ, Asen ATH luôn phục vụ cho bác đây. Đấy, bác Mạnh Tiến để lại số điện thoại cho bên em nhá, em sẽ gửi cho bác đến hình ảnh clip của em ATH 2020 này. Đây, cho bác xem đây ạ. Với một em da đen nhưng mà đẹp long lanh luôn, không tì vết, không có một lỗi nhỏ nhá. Đấy, đây ạ, 2020, coi như là lướt thọ cho các bác đây và chạy nốt đa hộ nhá. Đấy, sơn zin gần như nguyên cả xe. Đấy, vâng, ok bác. Vâng, thế có lúc nào bên em sẽ báo cáo cho bác nhá, bác Quang Dũng nhá. Ok ạ. Vâng, đấy, đây, bác nhìn hộ em với một chiếc Asen bản đặc biệt ATH 2020 luôn. Đấy, 2020 đi ạ. Các bác múc em này về chắc chắn sẽ rẻ so với cả mua xe mới bây giờ là gần 100 triệu đây. Đấy, và giá đang được chào bán cho em ATH đặc biệt màu đen, đã được trang bị na răng phay, cửa lốc trời, điều hòa tự động, đèn pha tự động và gạt mưa tự động luôn. Cái gì cũng tự động đấy ạ, với em ATH đặc biệt đây. Và giá chào bán cho em này là 500 triệu đồng tròn, vẫn còn bớt nộp cho các bác một chút nữa khi các bác thiện chí về đây xem xe nhá. Đấy, khi các bác thiện chí về đây xem xe. Đây, Xpander Nhô 500 có luôn đây bác Huy Hoàng. Bác vào đúng ổ của nhà em rồi. Đây, đúng ổ luôn bác nhá. Bác nhìn hộ em đây ạ. Đã đủ 5 em gọi là chân dài da trắng và làm phướn phật phườn ra đây để đợi bác đến chưa ạ. Đây bác nhìn đây, tha hồ cho bác lựa chọn nhá, những mẫu xe tại đây. Đấy các bác nhìn đây ạ. Bác Vũ Bảo ơi, vâng chào anh Lê Xuân. Bác Vũ Bảo hỏi Chevrolet Cruze bây giờ thì nói thật các bác bên em không còn hàng đâu ạ. Nếu như bác đi cái dòng xe đấy thì thực sự là bên em đang hết hàng nhá. Đấy, bác có thể cân đối sang những cái dòng khác vừa lành vừa bền hơn được không ạ? Đấy, đời 2016 thì bên em có Elantra, hoặc bác có thể mua thấp hơn một đời, xuống một đời tí nữa thì có những cái mẫu xe ví dụ như Altis này. Đấy, Altis đây ạ. Đấy, thấp một tí thôi nhưng mà được cái lành, bền và được cực kỳ tiết kiệm nhá. Đấy, Xpander đây. Bác nhìn hộ em đây ạ, bác Huy Hoàng này. Bác có thể lựa chọn thoải mái không ạ? Bác thích em chân dài nào đây? Để em chọn luôn cho bác tầm Nhô 500 một tí đây. Nhô 500 thì bên em có số tự động luôn cho bác nhá. Đấy, bác thích yêu luôn em số tự động full tính năng đây. 2019 luôn, gần như mới tinh. Xe chạy có 3 vạn nhô một tí thôi, 3 vạn 8 nhá. Lốp theo xe còn nguyên một dàn và sơ cua chưa chạm đất lần nào. Đấy, và được cái em nó đã được độ rất nhiều đồ chơi đây. Body kit 4 quanh xe. Đấy, trang bị ghế bọc da cẩn thận, cao cấp luôn. Trang bị màn hình cam lùi, cam hành trình các kiểu luôn. Với em này đã được độ full rồi nhá. Đấy, nếu như các bác mua em này về thì phải độ đến tầm độ khoảng 30 triệu 30 triệu đến 40 triệu mới được như em này nhá. Nhưng mà em này của bên em đây thì em nó các bác chỉ cần mua về và đã được chủ nhân lắp rất nhiều đồ chơi rồi, không thiếu một tính năng gì. Từ những cái gọi là ốp bình xăng này. Đấy, rồi những cái nẹp chân kính đầy đủ này. Rồi đến cả che mưa đầy đủ này. Đấy rồi, tất cả những tay mở cửa của nó đây có đầy đủ hết rồi nhá. Và bên trong đây ạ, các bác nhìn đây, kể cả những cái tay hõm này em nó cũng được trang bị đầy đủ luôn. Đấy, không thiếu một tính năng gì. Và kể cả bậc để chân cũng được trang bị full luôn này ạ. Đấy, nốt sàn đẹp cẩn thận luôn. Và màn hình này, cam hành trình, cam lùi các kiểu này. 2019 mà đẹp như mới như thế này, coi như chạy hồn nốt đa cho các bác nhá. Và giá chào bán cho em Xpander này là 540 triệu đồng. 540 triệu đồng và vẫn còn bớt lọc cho các bác nếu như các bác sở hữu em Xpander 2019 này của bên em nhá.
Đấy, các bác có thể về tại số 1 đường Thanh Niên, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương để các bác chiêm nghiệm và những mẫu xe tại đây nhá, tham khảo tại đây ạ. Đấy, các bác ok chưa ạ? Đấy, đây ạ. Rất là đẹp. Đấy, bác về đây bên em có hai mẫu cho bác lựa chọn đây nhá. Hai mẫu luôn đây ạ. Đấy, 2019 đều như nhau thì bên cửa hàng em có hai mẫu cho bác Huy Hoàng lựa chọn nhá. Đấy, đồng giá đều là 540 triệu đồng và vẫn còn lọc lá cho các bác khi thiện chí về đây xem xe nhá. Đấy, khi về đây xem xe ạ. Vâng, CRV bên em đang hết hàng rồi. Bác Mạch Trường ơi, i10 sedan. Vâng, i10 sedan thì bên em cũng đang không còn hàng. Nếu như bác muốn lựa chọn một chiếc i10 sedan thì cái tầm tiền bác có thể cân đối sang những cái chiếc xe. Vâng, những chiếc xe này ở bên em đây ạ. Ví dụ như là có một chiếc Accent đây. Đấy, Accent 2014 đây ạ. Các bác nhìn này ạ, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc nhá. Và được cái rằng em này đã lên bản Blue, số sàn 6 cấp, form dáng đẹp hơn i10. Và chỉ thua i10 có mấy đời thôi, nhưng mà tầm tiền ngang ngửa nhau. Đấy, ngang ngửa nhau đây ạ. Một đằng em nó là phân khúc B nhá. Phân khúc B bác ạ. Vâng, 2014, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Và giá chào bán cho em này là 320 triệu đồng. 320 triệu đồng cho chiếc Hyundai Accent số sàn bản Blue 2014 này của bên em ạ. Đấy, lên số sàn 6 cấp, lên đèn bi, giải nếp ban ngày và xe cực kỳ đẹp luôn. Đấy, không một lỗi nhỏ với chiếc xe này nhá. Nội thất đẹp, sơn xi đẹp và máy móc thì nổ êm thin thít luôn. Đấy, CRV từ CRV bên em 212 không còn hàng bác nhá. Vâng, đang hết hàng rồi ạ. Đấy, đang hết hàng CRV ạ. Vâng, gần 100 bác thì các bác hãy vào cho em xin mỗi người một like nhá. Cho em xin mỗi người một like đi ạ. Hãy đăng ký kênh và chia sẻ kênh ủng hộ cho bên cửa hàng. Đấy. Đây, tiếp theo sang bên đây một chiếc xe cực kỳ rẻ. Rất là rẻ tiền. Đấy, phân khúc B 2015 cực kỳ đời cao. Đấy, và tí tiền thôi ạ. 2015 số sàn Chevrolet Avell. Và em này nhá, đảm bảo các bác máy móc zin nguyên. Đấy, xe đã được chủ nhân lên hẳn một bộ mâm la răng phay rất là đẹp và ghế lỉ còn nguyên bản theo xe. Đang được chào bán giá cho chiếc Avell 2015 số sàn này là 220 triệu đồng. 220 triệu đồng cho em Avell 2012-15 này các bác nhá. Màu trắng ngọc trinh đi ạ. Đấy. Vâng, các bác hãy vào đi ạ. Ok. À, vâng. Đấy, các bác có vấn đề gì hãy comment lên đây nhá. Để bên em sẽ trực tiếp để tư vấn, hỗ trợ dịch vụ cho các bác. Đấy, các bác hãy yên tâm. Vâng. Về tại cửa hàng bên em, các bác sẽ được chiêm nghiệm tất cả những cái mẫu xe tại đây. Đấy, xe cực kỳ đẹp và giá cực kỳ phải chăng. Giá cực kỳ phải chăng các bác nhá. Vâng, giá êm lắm ạ. Quý khách muốn êm nữa thì hãy alo trực tiếp cho bên em. Alo trực tiếp để có giá tốt nhất. Đấy, các bác hãy vào đi ạ. Ok, sau đây là bên em sẽ quay một loạt các cái loạt sedan ở bên đây. Một loạt các cái xe sedan ở bên đây ạ. Đấy, cho các bác xem đây ạ. Với một chiếc Mazda 3, Mazda 3 màu trắng ngọc trinh 2018 của bên em nhá. Xe cực kỳ đẹp luôn. Đảm bảo các bác zin đét, không một lỗi nhỏ. Đấy, keo chỉ nguyên bản, sơn xi đẹp và máy móc nguyên zin. Nội thất thì đã được trang bị ghế bọc da và trang bị cửa lốc trời, gãy số vô lăng đầy đủ rồi. 2018 Mazda 3 và bên em cũng đang được chào bán giá cho mẫu xe này là 540 triệu đồng. 540 triệu đồng cho em Mazda 3 2018 này nhá. Kế sang bên đây là một chiếc Hyundai Accent số tự động bản đặc biệt 2020, xe cực kỳ đẹp, long lanh luôn. Với một em này thì đảm bảo các bác gia đình zin tuyệt đối rồi. Và bác nào thích công nghệ full, full tính năng thì các bác có thể nhớ ngay đến Hyundai Accent bản đặc biệt này.
trang bị cửa lốc trời, trang bị điều hòa tự động và trang bị đèn pha tự động gạt mưa các kiểu luôn. Đấy, la răng phay giải nếp ban ngày, đèn bi liếc, đèn hậu cũng được trang bị là giải nếp ban ngày. Đấy, và cũng đang được chào bán giá cho em Accent bản đặc biệt 2020 này, với giá của em nó cũng chỉ có là 500 triệu đồng tròn thôi ạ. Vâng, 500 triệu đồng tròn thôi các bác nhé. Tiếp theo sang bên cạnh đây là một chiếc Hyundai Accent, Accent màu đen 2019 luôn. Đấy, nếu mà các bác thích sở hữu một em to, rộng, dài và được cái cực kỳ tiết kiệm gần như là nhất ở cái phân khúc B, thì các bác có thể quan tâm đến hộ em chiếc Accent này nhé. Với em này thì đảm bảo với các bác máy móc nguyên zin và bao ra tên cho các bác bất kỳ ở tỉnh thành nào. Đấy, bất kỳ tỉnh thành nào các bác nhé. 415 triệu đồng là em sẽ ra tên cho các bác khắp mọi miền Tổ quốc luôn. Với em Accent số sàn bản đồ 2019 này nhá. Và đã được trang bị hàng cửa gió thứ hai. Đấy, hàng cửa gió thứ hai rồi đây ạ. Đấy, xe rất là đẹp, zin đét nên đẹp từ đầu đến đuôi luôn. Không một lỗi nhỏ luôn. Kế sang bên cạnh đây. Vâng, kế sang bên cạnh đây là một chiếc i10. i10 2018 luôn, số tự động nhá. Và em này là động cơ 1.2 bản sedan. Đấy, trang bị được rất nhiều tính năng vượt trội. Đấy, đã được hãng trang bị cho là cửa, trang bị cho là màn hình này. Đấy, cam lùi này. Ghế bọc da cao cấp theo xe này. Đấy, trang bị chìa khóa thông minh ấn nổ này. Chỉnh gương cục gương tự động này. Đấy, và đang được chào bán giá cho em i10 số tự động màu đỏ này. Rất phù hợp cho các bác nào đang có ý định mua tặng vợ, tặng bồ và tặng cho người yêu đây ạ. Đấy, xe chất lượng zin tuyệt đối các bác nhé. Và các bác có thể tiết kiệm so với cả xe mới được hơn 100 triệu đồng. Hơn 100 triệu đồng và giá chào bán cho chiếc i10 này là 345 triệu đồng. 345 triệu đồng cho chiếc i10 số tự động 2018 màu đỏ và động cơ 1.2. Đấy. Vâng, Accent bản đặc biệt của em ở đâu? Thì đây cho bác xem luôn đây ạ. Với chiếc Accent bản đặc biệt này của em là biển tỉnh bác nhá. Vâng, biển tỉnh thôi ạ. Đấy, vâng, biển tỉnh thôi, Bình Dương ạ. Và đăng kiểm của em nó còn rất là dài. Tháng 7 2022 luôn. 2020. Vâng, 2020 phải nói rằng một em siêu lướt. Đấy, chạy hộ lốt đa cho các bác nhá. Sơn zin còn 90% luôn. 90% cho mẫu xe này. Và gầm bệ cho các bác xem là thực sự em nó có đẹp không. Đây ạ. Nội thất em này thì bao giờ cũng được trang bị ghế bọc da cao cấp rồi. Đấy, và được trang bị ga tự động đây ạ. Ga tự động đầy đủ đây. Đấy các bác nhá. 2020. Đây ạ, hàng cửa gió thứ hai đầy đủ này. Đấy. Và đây, các bác nhìn đây ạ, xe có khác gì mới không ạ? Đấy, bô mới tinh. Đấy, bô vẫn còn trắng và như mới tinh các bác nhá. Sơn zin còn 90% và đang được chào bán giá cho em Accent bản đặc biệt 2020 này là 500 triệu đồng tròn. Đấy, 500 triệu đồng tròn nhá. Ok, cảm ơn bác Nguyễn Kiên. Vâng, cảm ơn bác ạ. Đấy, tiếp theo sang bên đây. Nếu mà các bác thích một chiếc Avante số tự động phân khúc C 2014 của bên em đây, thì mẫu xe này thì nói thật các bác đảm bảo là zin đét từ đầu đến đuôi, không mất một phân keo chỉ nào nhá. Máy móc nguyên zin và nội thất nguyên bản luôn. Xe đã được trang bị cam hành trình, cam lùi các kiểu rồi. Đấy, trang bị cửa lốc trời, điều hòa tự động với em Avante này của bên em. Và cũng đang được chào bán giá cho dòng xe này là 370 triệu đồng. Vâng, 370 triệu đồng cho chiếc Avante 2014 này, số tự động. Nếu như quý khách muốn một em lành, một em bền và một em phải nói rằng chạy cũng rất là sướng, độ mượt cũng rất là cao, thì chiếc Avante này cực kỳ bền. Bền ngang ngửa gần như so với cả dòng Toyota nhá. Đấy, và giá chào bán cho em này chỉ có 370 triệu đồng cho chiếc Avante thôi ạ. Kế sang bên đây. Kế sang bên đây là một chiếc Kia Cerato số tự động 2017 và động cơ 1.6. Đấy các bác nhìn đây. Với một em màu đỏ chói chang, nếu như các bác nào hợp mệnh hỏa thì có thể sở hữu được chiếc Cerato này. Đấy, số tự động với dòng này
thì em nó gần như là bản full rồi. Đấy, gần như bản full các bác nhá. Được trang bị ghế chỉnh điện này, trang bị nhớ ghế hai vị trí này, trang bị cửa lốc trời, gẩy số vô lăng, điều hòa tự động và trang bị hai hàng cửa gió liền. Đấy, giải nếp ban ngày và đèn bi projector đầy đủ luôn. Xe không một lỗi nhỏ nhá, máy móc nguyên zin từ nắp dàn co. Và giá cũng đang được chào bán cho mẫu Cerato 2017 này của bên em, đang được chào bán giá 495 triệu đồng. 495 triệu đồng cho em Cerato 2017 này. Đấy. Vâng, bác Đức Long ơi, bác lại hỏi Atis MT. Thì nói thật các bác, cuộc sống bây giờ nó khác xưa rồi. Nên các bác sơi hẳn cho em chiếc số tự động này đi. Đấy, mặc dù cái tầm tiền của bác là đời 21, chắc chắn nó ở vị trí cũng phải tầm độ hơn 300, 300 mấy rồi nhá. Thì bác có thể cố lên một xíu nữa thôi, là bác có thể sở hữu được em Atis bản đặc biệt 2010 này của bên em. Form mới, mẫu mới và đã được trang bị hộp số tự động vô cấp, trang bị ghế chỉnh điện và ghế da cao cấp theo xe. Đấy, na răng thể thao. Đấy các bác nhá. Điều hòa tự động và gẩy số vô lăng, chìa khóa thông minh, ấn nổ rồi. Đấy, riêng dòng Atis số tự động này 2.0 thì các bác ạ, đã được trang bị là ghế chỉnh điện và hộp số tự động vô cấp, chạy sướng, mượt và được cái rằng cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu. Nếu các bác đổ 300.000 thì chắc chắn em này sẽ đi được tầm 200 cây số các bác nhá. 200 cây số nếu các bác đổ 300.000 so với cả xăng đắt bây giờ. Đấy, gần như ngang ngửa so với cả các dòng xe khác phân khúc hạng B rồi. Đấy, bởi vì em này được trang bị hộp số tự động cho nên đi êm và mượt, tiết kiệm nhiên liệu. Và giá chào bán cho em này 425 triệu đồng cho chiếc Atis 2010. Đấy, form mới, mẫu mới này. À, bác Đức Long đang hỏi có tốn xăng không? Thì bác về đây, em sẽ đổ cho bác đúng 300.000 tiền xăng và đảm bảo là bác sẽ chạy được 200 km nha bác nhá. Đấy, với chiếc Atis số tự động và được trang bị động cơ 2.0V đây. Đấy bác ạ, và đèn trắng này. Đấy, form mới này. Và đây nội thất của em Atis đây. Cho bác ngắm nghía hộ em một chút về chiếc Atis này. Đây, em này nhá, riêng Toyota thì đời này rất là bảo thủ, cho nên ít trang bị công nghệ, nhưng mà đây 2.0 mới được trang bị cảm biến mở cửa đây. Đấy, và được trang bị là những cái phần gẩy số vô lăng trên đây ạ. Đấy, gẩy số vô lăng đây các bác này. Đấy, điều hòa tự động của em nó đây ạ. Đấy, các bác nhìn thấy chưa, màn hình cam lùi đầy đủ rồi và ghế bọc da đây ạ. Nội thất rất là đẹp, sáng long lanh lung linh huyền ảo luôn. Đấy, sáng trưng rực rỡ này, da này, da nguyên bản này. Đấy, kể cả những cái phần này sơn vân gỗ của em nó còn nguyên bản đây các bác nhé. Đấy, 2010 form mới đây ạ, nhựa mềm này. Nhựa mềm nó còn đẹp long lanh như thế này. Đấy, em nói thật các bác, để sở hữu được một em này nhá, chất lượng, đi sướng và ga mạnh lên chân nhá, thì chắc chắn là cũng rất là vút đây ạ. Rất là vút luôn. Và giá chào bán cho em này 425 triệu đồng. Các bác có nhu cầu hãy quan tâm alo trực tiếp ngay cho bên em. Đấy. Bác DJ, vâng, bác đi hát. Bác đang quan tâm đến Avante biển Hà Nội để em xem kiểm tra lại chiếc xe này, xem em nó ở tỉnh nào. Tỉnh nào bác nhá, thì em sẽ tư vấn cho bác kỹ một chút nữa. Đấy, đây ạ. Bác nhìn thấy em một chiếc Avante đây ạ. Vâng, tiếc quá em nó biển tỉnh lẻ bác nhá. Tỉnh lẻ thôi ạ. Vâng, không phải là biển thành phố đâu. Nhưng mà không sao, nếu như bác ở trên thủ đô thì bên em sẽ ra tên cho một tỉnh lẻ nào đó. Đấy, thì chiếc xe này giá cả rất hợp lý. 370 triệu đồng là bác đã có thể sở hữu một em Avante 2014 rồi. Đời cao cực kỳ rồi. Và được cái xe chất lượng đảm bảo các bác zin tuyệt đối nhá. Không một lỗi nhỏ luôn. Không một lỗi nhỏ đây ạ. Đấy, các bác nhìn thấy ok không ạ? Và nội thất bên trong em nó đây, ghế da vẫn còn nguyên bản đây ạ. Bác đi hát nhá. Vâng. Vâng, cửa này khóa mất rồi. Đây ạ, đấy các bác nhìn đây. Nội thất Avante phân khúc C, ngồi cũng rất là rộng rãi và thoải mái luôn. Đấy, điều hòa tự động, cam lùi, cam hành trình các kiểu rồi. Và giá chào bán cho em này là 370 triệu đồng cho chiếc Avante 2014 này, màu xám bạc. Đấy,
Kế tiếp sang bên đây, rất nhiều các bác đang quan tâm đến chiếc Moling. Moling số tự động 2012. Đấy, nhập khẩu nguyên chiếc và đăng ký lần đầu 2014 bác nhá. Xe đẹp lắm đây ạ. Đấy, đảm bảo các bác chất lượng cực kỳ luôn. Không một lỗi nhỏ với em này. Và em nó đảm bảo với các bác nội thất nguyên bản này. Đấy, máy móc zin nguyên từ nắp dàn cò này. Xe thì trang bị rất nhiều tính năng hiện đại, thông minh cực kỳ. Đây, đèn bi này, giải nét ban ngày đầy đủ đây. Với đèn gầm thì sáng trưng như thế này. Bản thể thao thì em nó đã được trang bị sport đây. Cái viền kẻ này màu đỏ là thể thao đây các bác này. Đấy. Bên trong thì em nó được trang bị đồng hồ số nhá. Đồng hồ số này là cực kỳ cao cấp luôn. Đấy, chìa khóa thông minh đầy đủ này. Đè start top và ấn nổ cảm biến mở cửa nhá. Đấy, ghế bọc da nguyên bản theo xe đây. Với một em Moling đời cao đẹp và chất lượng như thế này, chất như nước cất đây các bác nhé. Nếu mà các bác muốn sở hữu ngay một em, phải nói rằng chất từ cái bộ tem đây ạ. Đấy, tem còn đẹp như thế này. Đấy. Và phím trên vô lăng của em nó nhiều vô cả luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 phím đây ạ. Các bác nhìn thấy chưa? Đấy, 9 phím ở trên vô lăng, chạy sướng ơi là sướng. Công nghệ nhiều miên man, ngồi lên một chiếc xe phải nói rằng thông minh, tuyệt đỉnh luôn. Và giá chào bán cho em này là 285 triệu đồng. 285 triệu đồng cho chiếc Moling số tự động bản đặc biệt, đã được trang bị đồng hồ số, bô kép, bô thể thao, la răng phay đây ạ. Đấy, các bác nhìn thấy một bầu trời công nghệ với em Moling này chưa? Đấy, các bác đang quyết định mua cho vợ tặng bồ, đấy, thì các bác có thể lấy chiếc xe này rất là lành và nhập khẩu đi cực kỳ chắc chắn nhá. Đấy, cực kỳ chắc chắn ạ. Vâng, bác Nguyễn Tuyên đang quan tâm đến chiếc Vios thì đây. Xin quay lại cho bác xem về chiếc Vios bản E số sàn 2021 của bên em nhá. Coi như siêu lướt đấy ạ. Về đây mà bác tìm ra một lỗi nhỏ thôi, mất phân keo chỉ nào nhá, máy móc không zin nhá, và xe đâm đụng nhá, ngập nước nhá, sẵn sàng thôi, xin mời bác cứ cầm chìa khóa đánh xe về của em. Đấy, chắc chắn em sẽ cho bác xe không luôn. Với chiếc Vios bản E số sàn 2021 này. Đấy, xe thì đẹp như mới tinh rồi, coi như chạy hồn nốt đa rồi. Và bên trong đây các bác nhìn nè, tất cả xe còn nguyên zin tất tần tật từ đầu đến đuôi. Nội thất trang bị nguyên một cái màu gọi là đen, đen tuyền luôn, đen huyền bí đấy ạ. Với một chiếc Vios bản E số sàn này. Đấy, đây ạ. Đã có được trang bị màn hình đầy đủ rồi nhá. Na răng phay, na răng phay luôn. Đây các bác nhìn thấy sơn của em đây ạ. Căng bóng không ạ? Có đẹp không ạ? Có led không bác? Đấy. Đèn pha thì như mới tinh ạ. Trong vắt như một viên pha lê. Đấy. Đèn gầm em nó đây. Đấy, rất là sáng nhá. Form mới đây ạ. Biển chính chủ Hải Dương luôn. Đấy, bác nào yêu thương thì múc chiếc xe này về giữ nguyên biển. Đấy. Và giá chào bán cho em này, bác Nguyễn Tuyên alo trực tiếp cho em hộ em nhá, để có giá tốt nhất về chiếc Vios này. Đấy, bác alo ngay đi. Vâng, alo ngay đi ạ. 2021 đây ạ. Bây giờ chắc chắn Vios số sàn đỗ ở tầm 52, 53. Đấy, thì các bác có thể alo ngay để sở hữu ngay chiếc xe này siêu lướt. Và sẽ rẻ hơn so với cả hãng, gần 100 triệu nhá. Gần 100 triệu đây ạ. Đấy, nếu như đắp đầy đủ phụ kiện như em này, chắc chắn phải tầm ở 53, 54 thì em nó mới lăn bánh được bác nhá. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 460 triệu đồng. 460 triệu đồng, các bác muốn giá tốt thì alo ngay cho bên em. Đấy, alo ngay cho bên em để giá tốt nhất thương lượng về chiếc xe này nhá. Vâng. Ok. Bác cứ alo đi ạ. Sẽ có giá tốt cho bác về chiếc Vios bản E số sàn này. Đấy bác nhá. Quan trọng là bác phải thiện chí ạ. Vâng, sẽ có giá yêu cho bác luôn. Sang bên đây là một chiếc xe City Top 2017 màu xám bạc. Đấy các bác nhìn này ạ, với em City Top đây. Cực kỳ đẹp và đẹp long lanh luôn. 2017 màu xám bạc nhá. Trang bị ghế bọc da nguyên bản theo xe, trang bị điều hòa tự động. Đấy, trang bị 6 túi khí và cũng được trang bị màn hình cam lùi, cam hành trình các kiểu rồi. Với em City Top này một bầu trời công nghệ luôn. Nếu như để nói về dòng xe City này thì đảm bảo với các bác phân khúc B, em này luôn luôn là đứng đầu. Đứng đầu các bác nhá. Đấy, bởi vì em nó được trang bị cả gầy số vô lăng và hộp số tự động vô cấp, chạy mượt, êm,
Bên ngoài thì được trang bị đèn nét định vị ban ngày đây. Đấy, và một dải đèn pha bằng nét đây ạ. Siêu sáng luôn. La răng phay bông mai cực kỳ đẹp. Đấy, 2017 City Top mà giá chào bán giật mình 435 triệu đồng. Vẫn còn alo trực tiếp, vẫn bớt nọc cho bác một chút nữa. Nếu các bác thiện chí về xem chiếc City Top 2017 này nhá, màu xám bạc đây ạ, đảm bảo không một lỗi nhỏ. Đấy, keo chỉ nguyên bản, sơn xi đẹp và nội thất nguyên bản, máy móc nguyên zin, không ngập nước, không đâm đụng một tí nào. Đấy, đảm bảo đâm đụng các bác, anh em sẽ phải chịu trách nhiệm cho các bác luôn. Đấy, sang bên đây là một chiếc xe phân khúc hạng C. Nếu như bác nào thích một em phải nói rằng phân khúc C chạy lành, bền và được cái rằng rất là rẻ tiền. 2008 số tự động, động cơ 1.6 Atis mà bên em chào bán giá chỉ có 320 triệu đồng thôi ạ. 320 triệu đồng cho em này thôi nhá. Đấy, bác thấy chưa? Rất là rẻ tiền cho một em phân khúc C 2008 và đảm bảo các bác, máy móc nguyên zin và keo chỉ không mất phân nào. Nội thất đẹp và sơn xi sạch đẹp, gầm bệ chắc lịch. Mua về các bác chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Và giá chào bán chỉ có 320 triệu đồng. Quá rẻ mạt cho một mẫu xe này rồi. Ở sang bên đây là một chiếc xe phân khúc hạng B 2019 Mitsubishi Attacker. Đấy, xe cực kỳ đẹp, long lanh luôn. 2019 mà máy zin từ đầu đến đuôi, keo chỉ không mất phần nào và nội thất thì sạch đẹp nhá. Giá đang được chào bán cho em Attacker 2019 này, số sàn là 295 triệu đồng. 295 triệu đồng vẫn cứ bớt lọc cho bác một chút nữa. Đấy, khi các bác thiện chí về đây xem xe. Đấy, kế sang bên đây là một chiếc Attacker số tự động 2019 nữa, và cũng màu ghi xám nhá. Đấy, đẹp lắm các bác ạ. Ok bác Thực Hoàng, ASEAN 2019 số tự động. Bên em có 2020 cho bác. Đấy, bác cân đối hộ em nhá. Đấy, bác cân đối hộ đi ạ. Thì chiếc Attacker 2019 số tự động này cũng đảm bảo với các bác máy zin từ đầu đến đuôi, không mất phân keo chỉ nào và đã được trang bị ghế bọc da. Đấy, cam hành trình đầy đủ rồi. Và giá chào bán cho em này là 340 triệu đồng. 340 triệu đồng cho em Attacker này. ASEAN 2020 cho bác Thực Hoàng đây ạ. Đây, cho bác xem luôn về chiếc ASEAN 2020 nhá. Đây ạ, bản đặc biệt luôn. Đẹp lắm ạ. Vâng, đảm bảo các bác zin đét từ đầu đến đuôi luôn. Đây, cho bác xem đây ạ. Với chiếc ASEAN bản đặc biệt 2020 này. Đấy. Đây ạ, bác nhìn có như mới không ạ? Siêu lướt không ạ? Và giá chào bán cho mẫu xe này là 500 triệu đồng tròn, lọc cho bác một chút nữa khi các bác thiện chí về đây xem xe ngay tại đây với chiếc ASEAN bản đặc biệt 2020 này nhá. Như mới tinh, đã được trang bị ghế bọc da, trang bị đèn pin nước, giải nếp ban ngày, la răng phay. Đấy, tất cả mọi thứ ạ. Vâng, rất là ok luôn. 2020 đi ạ. Đấy, cho bác Thực Hoàng nhá. Bác quan tâm đến em này thì hãy hotline cho bên em 0964 834 834, 0963 882 833. Đấy, biển số của em tỉnh nẻ thôi bác Thực Hoàng ạ. Vâng, không biết là bác ở tỉnh nào đây ạ. Đấy, bác ở tỉnh nào, nếu mà bác quan tâm đến biển thành phố thì em sẽ có một em thành phố cho bác luôn. Đây, biển của em ở Bình Dương đây bác này. Đấy, Bình Dương bác nhá. Đấy, bác thích thành phố thì sang đây. Đây ạ, 415 triệu đồng bao giờ tên tất cả các tỉnh thành trên mọi miền Tổ quốc cho bác. Đấy, nếu như em ASEAN này nhá, 2019 số sàn. Số sàn bản đủ đây ạ. Đấy, bác nhìn đây. Ok không ạ? Vâng. Nếu bác ok thì để lại số điện thoại cho bên em nhá. Để bên em có thể tư vấn hỗ trợ dịch vụ trực tiếp cho bác. Đấy, bác muốn như thế nào bên em sẽ chiều chuộng bác hết mức thì thôi. Đấy bác nhá, ok không ạ? Vâng. Bác Thư Hoàng để lại số điện thoại đi ạ. Gần 100 bác khách hàng đang theo dõi thì hãy để lại số điện thoại cho bên em nhé, để bên em có thể alo trực tiếp và quan tâm đến các bác. Đấy, quan tâm đến các bác ạ. Vâng, bác Hoàng Thanh Đức, chiếc xe Rato đặt đây của bác đây ạ. Xe của bác quá kỹ càng và cẩn thận luôn. Đây ạ. Đây, bác nhìn hộ em đây.
Xe là tô của bác đây ạ. Yêu không ạ? Đấy. Đấy, đây ạ. Vẫn còn nguyên dấu, nguyên tem của bác đây nhá. Tất cả mọi thứ zin đét tiền đẹp nha bác nhá. Đấy. Vâng, bác Hoàng Thanh Đức, ok chưa? Đấy, xe số sàn của bác Cerato đấy. Vâng, bác thích số tự động đấy ạ. Bác thích số tự động thì đây, bác yêu ngay chiếc xe này cho em nhá. Đấy, yêu ngay đi ạ. Đấy, và biển ở đâu không quan trọng bác ạ. Miễn này em nó cứ đẹp, ngoan và được cái rằng là con nhà lành nhá, không được con nhà hư. Chứ con nhà hư đi cà ve suốt ngày nó đêm thì nó thật có bác thôi. Vứt đi luôn. Đấy, cứ đi cà ve là vứt đi luôn đấy ạ. Đấy, bác nhìn đây. Rất là lành, rất là ngoan. Và đảm bảo các bác zin đét tiền đẹp từ đầu đến đuôi. Nếu mà bác về đây tìm ra lỗi nhá, em xin biếu không, tặng không xe cho bác về chiếc Accent này. Chiếc Accent bản đặc biệt này. Đấy, đảm bảo các bác cứ yên tâm tuyệt đối đi ạ. Đừng lăn tăn về một tí tí tiền các bác nhá. Nhiều bác lăn tăn một tí tẹo tiền tiền thôi thì các bác lại không mua được một chiếc xe như ý đâu. Đấy, tiền nào của đấy thôi ạ, của đắt sắt ra miếng, các cụ nói rồi. Đấy, của đắt bao giờ cũng là của ngon và của rẻ bao giờ cũng là của ôi các bác ạ. Đấy các bác nhá. Phải nhớ một điều như vậy ạ. Bác Thực Hoàng này chỉ thích Accent số tự động không có thì đây. Em tư vấn cho bác nếu như biển thành phố thì bác có thể quan tâm cho em chiếc City này đi. City 27 thôi. Nhưng mà nói thật các bác, nếu mà để chạy nhá, chạy em này nhá, nó được trang bị hộp số tự động vô cấp rồi, cho nên đi mượt, êm và được cái siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn. Đấy, riêng độ em này nhá chỉ loanh quanh hơn 5 lít cho đến 6 lít quay về cho 100 km, được kết hợp với chiếc City bản top 2017 này nhá. Và bên trong em nó thì trang bị một bầu trời, phải nói rằng công nghệ nhá. Hàng cửa gió thứ hai em nó cũng được đáp ứng được cho các bác luôn. Đấy, đây ạ, hàng cửa gió thứ hai em nó đây. Và em nó là được trang bị ghế bọc da cao cấp nguyên bản theo xe. Đây ạ, với chiếc City Top 2017 đây. Đấy các bác nhìn đây. Và vô lăng nhá thì được trang bị ga tự động này. Đấy, rồi được trang bị điều hòa tự động đầy đủ này. Màn hình cam nồi, cam hành trình các kiểu này. Chế độ máy eco, ion luôn. Đấy, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Và công nghệ EVTEC van biến thiên đốt cháy nhiên liệu triệt để rồi. Đấy, khung sườn thì nói thật các bác chắc lịch. Biển thành phố, em này cũng là con nhà lành. Không có cà ve một tí nào nhá. Chưa có một ngày nào đi cà ve cả. Đây, biển thành phố đây ạ. Đấy, bác ok không ạ? Nếu bác ok thì bác sơi ngay cho em chiếc xe này. Đảm bảo bác chạy còn lâu mới hỏng nhá. Với dòng Honda City luôn luôn nổi tiếng là bền, luôn luôn nổi tiếng là tiết kiệm nhiên liệu nhất trong các cái phân khúc rồi. Và giá chào bán cho em này 435 triệu đồng. Đấy, 435 triệu đồng thôi. Mà lúc mua mới City là đắt nhất, đắt nhất trong tất cả các cái loại xe. Nếu như để nói về phân khúc B các bác nhá, nếu như đến Mazda 2 cũng chỉ có hơn 600 một chút thôi. Đấy, Accent bản đặc biệt cũng chỉ có hơn 600 tí teo thôi. Và Vios cũng chỉ hơn 600 tí. Nhưng mà em này nó nằm ở gần 700 cơ. Đấy, nếu mà các bác yêu thương công nghệ, thích đẹp, thích bền, thích tiết kiệm nhiên liệu thì hãy nhớ đến City hộ em nhá. Và giá chào bán trong mẫu xe này là 435 triệu đồng. Đấy. Vâng, ok, cảm ơn bác Hoàng Đức Thắng. Vâng, bác đã qua cửa hàng bên em rồi thì bác đã biết được chất lượng xe và chất lượng dịch vụ bên em phục vụ rồi. Đấy, còn các bác đang quan tâm theo dõi thì các bác hãy cho em xin mỗi người một like. Hãy đăng ký kênh và chia sẻ kênh dùm cho bên cửa hàng nhé. Để làm sao cửa hàng càng ngày càng phát triển, để phục vụ tất cả các mẫu xe đẹp, giá cả phải chăng, êm ái đến tận tay các bác, các anh chị trên mọi miền Tổ quốc nhé. Đấy là một điều bên em luôn luôn mong muốn. Tại sao phải đặt được rằng là 34 phút nhịp cầu xe cũ của bên em là như vậy đấy ạ. Nhịp cầu luôn luôn nối liền tất cả các cái niềm đam mê, niềm yêu xe trên mọi miền Tổ quốc. Đấy bác nhá. Vâng, bác Dũng Tạ đang hỏi là xe da đen. Vâng, xe da đen là xe gì đấy ạ? Vâng, em cũng chưa biết là xe da đen là xe gì bác nhá. Bác có thể comment lại hỏi em một chút chút ạ. Vâng, em đọc bác viết tắt khó hiểu quá. Đấy, khó hiểu quá. Vâng, tiếp theo vào bên trong đây một loạt các em gầm cao đi.
chán gầm thấp rồi, bây giờ em đến quay một loạt các em gầm cao. Nếu mà bác nào muốn sở hữu ngay một chiếc phải nói rằng gầm cao 7 chỗ chân dài miên man đây ạ, chạy thì sướng, ưa êm ơi là êm, và tiết kiệm thì không có em nào tiết kiệm bằng cái dòng Fortuner số sàn máy dầu này. Và nếu như để nói độ bền, độ siêu khủng thì cũng em này phải nói rằng bền siêu bền luôn. Đấy, chưa bao giờ biết phải nói là hỏng vặt gì cả. 2017 Fortuner nhập khẩu nguyên chiếc Indo, form dáng đẹp, hiện đại và chạy cực kỳ sướng, số sàn 6 cấp, động cơ 2.4 thôi. Và em nó tiêu hao nhiên liệu cũng chỉ có loanh quanh 6 lít đến 6 lít rưỡi quay về các bác nhá. Và giá đang được chào bán cho em này bây giờ rẻ hơn so với xe mới cả một đống tiền, mà xe chạy loanh quanh dưới chục vạn quay về. Giá chào bán cho mẫu xe này là 765 triệu đồng. 765 triệu đồng cho em Fortuner 2000. Vâng, hạng C màu đen. Ok, cảm ơn bác Dũng Tạ. À vâng, sẽ có hạng C màu đen cho bác. Chờ em một xíu nhá. Vâng, đấy, với em Fortuner này. Và giá chào bán chỉ có là 765 triệu đồng cho em Fortuner số sàn máy dầu 2017 luôn. Cao ngất ngây Trường Sơn luôn đấy ạ. Đây, phân khúc hạng C đây ạ. Bác Dũng Tạ hỏi rất nhiều. Bác thích hạng C màu đen. Chào hàng cho bác hai em đây ạ. 200 Atit luôn. Đấy, hai em Atit cho bác đây nhá. Trước mặt bác đây là một chiếc Atit 208. Vâng, bác cứ xơi em này nhá. Nói thật, nhiều khi những em khác hỏng chán rồi, em này đi vẫn chưa chịu hỏng. Đấy, nếu mà các bác không ngại về hỏng, không ngại về cái gọi là form dáng, thì các bác sở hữu ngay hộ em chiếc xe này. Đảm bảo với các bác rằng vừa lành, vừa bền, và được cái rằng form dáng thì cũng rất là đẹp luôn. 2008 và giá chào bán chỉ có 325 triệu đồng cho chiếc Atit 2008 này nhá. Bác Dũng Tạ, bác tham khảo em chiếc xe này đi. Đảm bảo em này đi bảo hành cho bác 1 năm. 1 năm về máy và 1 năm về khung gầm luôn nhá. Đấy, nếu như bác đi mà trong vòng 1 năm máy mà tan tành ra thì bác quay về đây. Em sẽ chịu trách nhiệm với bác, bởi vì biết được rằng máy em này rất là chất và thuộc hệ lôi đồng cuối đá nhá. Còn lâu em nó mới hỏng đây ạ. Đấy, đời hơi sâu thì bác cố lên một xíu nữa, bác sơi ngay cho em đời này. Đời này cao lên một chút. Và thực sự với bác, form dáng một thời vang bóng đây ạ. Đẳng cấp doanh nhân đây. Đấy, nếu như cá nhân em bây giờ mà ngồi lên chạy chiếc xe này, nói thật bác cũng rất là ok. Đấy, nếu như đi đâu chắc chắn nhìn cũng rất là sang cái mặt, sang cái mặt lắm các bác nhá. 2010 là bản thể thao 2.0V và đã được trang bị ghế bọc da cao cấp theo xe, điều hòa tự động. Đấy, máy móc nguyên zin và thân vỏ sơn xi nguyên bản, không mất phân keo chỉ nào bác nhá. Và đặc biệt em này đã được trang bị hộp số tự động vô cấp, ghế chỉnh điện và chạy cực kỳ mượt, êm ái và tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ luôn. 2010 2.0 nhưng mà em nó chỉ sơi loanh quanh tầm độ 7 lít đến 7 lít rưỡi thôi bác ạ. Đấy, đi như thế có sướng không bác? Form dáng em này nhá, bác nhìn đây ạ, đẹp long lanh luôn. Đấy, đẹp long lanh luôn ạ. Và sơn xi thì bóng tấn này, keo chỉ em kiểm tra kỹ rồi. Đây, bác không chê đời sâu một chút, bác mua xe cũ thì đừng quan trọng về đời nhá, quan trọng về chất thôi em đi ạ. Keo chỉ đây bác này, nguyên bản hết, không mất một phân nào. Đấy, tất cả đây ạ, cho lên các cái đường khớp lối này, các cái đường gân gờ của em nó đẹp như thế này đi ạ. Đấy, đây các bác nhìn các cái khớp của em nó đây ạ, đều như chia và đẹp như thế này nhá. Đảm bảo có độ vênh ra là sẽ có vấn đề, nhưng mà xe không có tí vênh nào, rất là bằng. Đấy, tất cả các đường gân khớp lối của em nó đều như chia như thế này đây bác này. Đấy, một chiếc xe zin như thế này. Và giá chào bán cho em này nhá cũng chỉ có 425 triệu đồng. 425 triệu đồng nếu bác thiện chí thì bác có thể alo trực tiếp ngay cho bên em, sở hữu được chiếc xe phân khúc hàng C này, đi mượt và rất là êm. Đây, bác nhìn các cái đường gân khớp của em nó đây. Đấy, đi mượt và êm ái cực kỳ nhá. Đấy, 425 triệu đồng thôi. À, bác Thu Minh, ok. À, ASEAN gửi clip, vâng. À, ngày mai sẽ có clip cho bác. À, em gửi hết hình ảnh cho bác rồi, chỉ thiếu mỗi một cái clip về máy thôi. Đây, bác đang theo dõi thì em quay luôn máy cho bác trực tiếp cho bác xem nhá. Đây ạ, cho bác xem trực tiếp về máy luôn. Em ASEAN 2014 đây. Vâng, đáng trách quá ạ. Vâng, sai sót của bên em. Đây ạ. Đây, cho bác xem luôn quả máy của em đây. Quay trực tiếp luôn đây ạ.
Đây, bác nhìn của em, máy em nó đây ạ. Máy của em ASEAN 2014 đây. Đấy, bác nhìn có đẹp ok không ạ? Đây, vẫn là sáng sủa, sạch đẹp nhá. Đây ạ. Đấy, bác nhìn đây ạ. Rất là sạch đẹp luôn. Đấy. Đây này. Đấy, ok chưa ạ? Đấy. Nếu bác ok thì bác cứ thoải mái đi ạ. Vâng. Sẵn sàng có thể sẽ ship vào tận nơi cho bác. Đây. Tất cả các cái tai sườn đây này. Nguyên bản này. Đấy, nguyên bản đây ạ. Đấy bác nhá. Đấy, cabo đây. Đấy. 2014 ASEAN cho bác đây. Bác Thu Minh đang quan tâm đến năm này, ok. Ngày mai sẽ có clip về gầm và máy cho bác luôn. Về chiếc ASEAN 2014 này nhá. Vâng, bác cho em xin lỗi một chút. Ngày mai sẽ có clip cho bác. Hôm nay hơi bận rộn một chút cho nên là chưa quay được. Chưa quay được cho bác nhá. Đây, bác nhìn của em hông sườn hai bên này. Đấy, rất là đẹp và cực kỳ căng nhá. Các cái khớp lối của em đây. Đấy, cũng đều tăm tắp như thế này đấy ạ. Đấy, bác nhìn đây ạ. Đấy, đây nhá, em xoay rất là kỹ cho bác đây ạ. Đấy, tối thôi. Nhưng mà bác yên tâm. Đấy. Vâng, nội thất luôn cho bác Thu Minh. Trước hết là quay phải thân vỏ bên ngoài, nó là quan trọng nhất. Đấy, rất là đều này. Đây, tất cả các cái đường khớp lối đều như thế này nhá. Đấy, bác Thu Minh đây ạ. Đấy, bác thấy không? Rất là đều. Vào đây, nội thất của em đây ạ. Nội thất của em đây. Đấy, bác thấy ok chưa ạ? Vâng, quay review kỹ trực tiếp luôn cho bác xem cho nó sướng đời luôn ạ. Và nội thất ghế đây ạ, bác nhìn đây. Đấy, ghế nhá, đã được bọc da cẩn thận rồi. Đời này thì em nó là ghế lỉ thôi, nhưng mà đã được chủ nhân bọc ghế da cẩn thận rồi nhá. Đấy. Và giá chào bán cho em ASEAN 2014 này 325 triệu đồng. Đấy, 325 triệu đồng thôi ạ. Đấy. Ok, ngày mai sẽ có clip chi tiết một chút nữa cho bác về phần máy, về phần gầm. Và quay kỹ cho bác tất cả các cái chỗ hang cùng ngõ hẻm luôn cho bác nhá. Đấy, để bác xem cho nó kỹ càng một chút nữa ạ. Vâng, bác đang rất là thiện chí về chiếc ASEAN 2014 ạ. Đấy. Vâng, tiếp theo sang bên đây. Sang bên đây là một chiếc Elantra phân khúc C 2018 của bên em đây. Đấy, một em Elantra phải nói trắng ngọc trinh và đẹp cũng không tì vết luôn. Đấy, keo chỉ nguyên bản, sơn xi đẹp, nội thất đẹp. Đấy, máy móc thì được trang bị động cơ 1.6 2018 Elantra số sàn, trang bị số sàn 6 cấp, hai hàng cửa gió và ghế bọc da cẩn thận, trang bị màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ luôn. Đấy, đèn bi và giải nét ban ngày các bác nhé. Đây ạ, đèn bi đây, giải nét của em đây. Đấy, la răng đúc cẩn thận luôn. Và giá đang được chào bán cho em Elantra này đi cực sướng, mượt và cũng rất là tiết kiệm nhiên liệu. Loanh quanh chỉ có 6 lít đến 7 lít quay về cho 100 km được kết hợp với em này thôi. Và giá chào bán cho mẫu xe này là 440 triệu đồng. Vẫn còn bớt nộp cho các bác nhé. Vâng, vẫn còn bớt nộp cho bác một chút nữa. Vâng. ASEAN 2020 thôi ạ. Và màu đen thôi. Màu trắng bên em đang hết hàng nhá. Hiện tại chưa về màu trắng. Bác Bùi Chi Đồng ạ. Vâng, bác Bùi Chi Đồng nhá. Đấy. Kế sang bên đây là một chiếc Moling nhỏ xinh gọn gàng. Đấy, chạy loanh quanh trong phố, tiết kiệm nhiên liệu. 2017, màu trắng ngọc trinh, số sàn, xe đẹp long lanh, không tì vết luôn, gia đình chuẩn. Đấy. Bản C thì bao giờ em nó cũng là bản full công nghệ rồi. Rất nhiều các bác đang lầm tưởng sang những em Moling này bản thiếu và bản đủ nhá. Bản đủ và bản thiếu chênh nhau một bầu trời công nghệ đấy các bác ạ. Riêng bản thiếu thì em nó không được trang bị giải nếp ban ngày ở đây. Đấy, và không được trang bị đèn bi đây đâu nhá. Và kể cả những cái phần ga lăng đây em nó cũng không được trang bị những cái mạ chrome viền như thế này. Đấy, mặt mũi của em này rất là đẹp luôn. 2017 luôn, Moling bản C. Và đặc biệt là trang bị na răng phay xịn xòa theo của hãng nhá. Na răng phay của em Moling C đây ạ. Bên trong thì được trang bị ghế bọc da cao cấp theo xe, điều hòa tự động. Đấy, và nếu bác nào yêu thích một dòng công nghệ nhiều, đấy, thông minh hiện đại, thì có thể sở hữu cho em chiếc Moling này. Chạy rất là sướng, tiết kiệm nhiên liệu, số sàn 5 cấp, độ tiêu hao nhiên liệu của em nó đây
cũng loanh quanh ở 5 lít cho 100km kết hợp này, và 4 lít mốt cho đường ngoài đô thị thôi. 2017 bản C, và giá đang được chào bán cho mẫu xe này là 260 triệu đồng. Đấy, vẫn còn lộc lá cho bác một chút nữa. Nếu có bác thiện chí alo ngay trực tiếp cho bên em. Đấy, thiện chí alo ngay và luôn nhá, để có giá yêu luôn ạ. Vâng, yêu luôn đi các bác ạ. Đấy. Bây giờ đến tiếp theo sang đằng sau. Một loạt em gầm cao nữa, máy dầu đây. Ở bên đây là một chiếc Hyundai Santa Fe 2011 nhá. Đấy, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc đây ạ. Với em Santa Fe này thì cực kỳ đẹp, không tì vết luôn. Đấy, nội thất đẹp, sơn si đẹp. Và keo chỉ nguyên bản luôn, máy móc nguyên zin từ lắp dàn cò. Đấy, bên trong thì đã được chủ nhân lên hẳn màn hình Z-Tech. Z-Tech xịn sò vẫn còn nguyên ni lông đây ạ. Đấy, các bác nhìn thấy như mới không? Cửa lóc trời đầy đủ đây ạ. Và ghế chỉnh điện hai bên. Đây ạ, ghế chỉnh điện bên phụ có luôn. Với em Santa Fe 2016 biển tạm 34A của em đâu? Vâng, bác đang hỏi em nào đây ạ? Xerato 26 số sàn ạ. Vâng, xe tô số sàn của bác là em có ở bên kia, bác yên tâm nhá. Vâng. Đấy, đây bác nhìn nội thất của em Santa Fe 2011 đây. Và nếu như dòng này mà để các bác chạy nhá, bây giờ nhá, dầu rẻ, đấy, tiết kiệm nhiên liệu thì ngồi lên em này chạy cực kỳ phê. Riêng dòng Santa Fe này đứng đầu công nghệ về máy dầu. Và chạy sướng ở cái gì? Là em nó đã được trang bị đời này nhá, đã được trang bị cân bằng điện tử đầy đủ này. Đấy, cửa lốc trời và phanh chống trơn chống trượt ABS khi trời mưa. Đấy, rồi trang bị đèn bi đây ạ. Cái quả đèn của em nó đã đủ sáng và yêu như thế này các bác ạ. Như mới luôn. Đấy, các bác nhìn có vết xước không ạ? Đây, đấy các bác nhìn đây ạ. Đấy, đẹp long lanh luôn. Và keo chỉ nguyên bản không mất một phần nào nhá. Các bác về đây kiểm tra mất một phần nào em sẽ đền các bác 1 gấp 10. 2011 Santa Fe nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Và giá chào bán cho em này là 570 triệu đồng. 570 triệu đồng cho em Santa Fe này nhá. Bác Thu Trường. Bác Thu Trường đang hỏi đến em Elantra này là biển tỉnh hay thành phố. À, chiếc Elantra này của em biển tỉnh thôi bác Thu Trường nhá. Đấy, bác quan tâm thì hãy để lại số điện thoại cho bên em đi ạ. Đấy, để bên em sẽ có giá tốt nhất cho bác Thu Trường luôn. Đấy. Bác Thứ Trưởng nhá. Đấy, bác để lại cho em số điện thoại đi ạ. Sẽ quan tâm đến bác về chiếc Elantra 2018 này. Bác nhìn nội thất của em đây. Vô lăng thì được trang bị rất nhiều phím này. Đấy, và được trang bị màn hình cam lùi, cam hành trình đầy đủ này. Số sàn 6 cấp này, ghế bọc da cẩn thận này. Đấy, tất cả các cái phần tắp ni của em nó đây. Đấy, cũng được trang bị rất nhiều các phím ở trên đây. Chạy thì rất là sướng. Và hàng cửa gió thứ hai em đây. Đấy, tất cả các cái nội thất tắp ni cánh cửa các bác nhìn này, đẹp đây ạ. Nhựa mềm này. Đấy, và da này. Bọc lỉ nguyên bản theo xe này. Đấy, da đây ạ. Các bác nhìn đây ạ. Tất cả chiếc xe, một chiếc xe phải nói gia đình. Cho nên em nó vẫn còn đẹp và chất lượng như thế này. 2018 luôn. Và giá chào bán cho bác là 440 triệu đồng. 440 triệu đồng cho chiếc Elantra 2018 này nhá, bác Thư Trường nhá. Bác để lại số điện thoại đi ạ, để có giá tốt nhất. Và để bên em được thương lượng với bác. Và có thể alo trực tiếp. Đấy, để được tư vấn cụ thể hơn, tận tâm hơn, cụ tận tình hơn với bác nhá. Đấy bác ạ. Vâng, nếu mà bác ở đâu ạ, bác Thư Trường ở đâu ạ, bác ở đâu, bác ở trên thành phố ạ, hay là biển tỉnh nẻ đây ạ. Đấy, quan trọng bác ở tỉnh nào. Tỉnh nào nó mới là quan trọng bác Thư Trường nhá. Thì em sẽ báo giá lăn bánh cho bác luôn. Đấy, lăn bánh cho bác ngồi tại nhà, nhận được xe. Và tất cả những cái cam kết bên em sẽ chuẩn cho bác nhá. Đấy. Vâng, bác nhà dạp ơi, có ạ. Ôi giời ơi, bác ơi, đơn giản ạ. Nếu bác ở đấy, bác ngồi tại nhà, em sẽ bao ship tận nơi, ra tên tận cho bác, cầm ô tô để đi và đăng ký gốc để cầm.
Đấy, và giá chào bán cho bác chiếc xe này lăn bánh luôn 440 triệu đồng. Đấy, giá yêu thương cho bác luôn. Đấy, 440 triệu đồng lăn bánh cho bác luôn nhá. Yêu thương chưa ạ? Đấy, bác nhìn đây. Đấy, bác có thể để lại số điện thoại nhá, để cho đội ngũ anh em sẽ alo trực tiếp cho bác tư vấn cụ thể hơn, tận tâm hơn và sẽ thoải mái hơn. Đấy, hai bên cùng cởi mở đi bác ạ. Vâng, cứ vô tư đi bác nhá. Đấy, bên em sẽ alo trực tiếp cho bác để có giá tốt nhất cho bác. Đấy, 440 triệu đồng bao ra tên, bao vận chuyển các kiểu, ngồi tại nhà nhận được xe và cầm đăng ký bác nhá. Đấy, bác sướng chưa ạ? Đấy, như thế là đã đủ, rất là sướng rồi. Đấy, vâng, Accent đời cao số tự động, bác nhà dạp đây ạ. Bác nhà dạp ơi, bác quan tâm hộ em ngay cho em chiếc xe này, với một chiếc Accent bản đặc biệt 2020 số tự động đây bác nhá. Đây ạ. Đấy, và giá chào bán cho bác cũng chỉ có 500 triệu đồng tròn với chiếc Accent bản đặc biệt 2020 này. Đẹp long lanh luôn, không một lỗi nhỏ với em nói nhá. Đấy, không một lỗi nhỏ luôn đây ạ. Đấy, bác nhìn đây. Đấy ạ. Đấy, bác nhìn rồi em đây. Xe đảm bảo lanh quanh chạy có 2 vạn thôi, dưới 2 vạn quay về. Lốp theo xe còn nguyên, sơ cua trường hạ và sơn zin còn 95%. Sơn zin vẫn còn 95% nhá. Đấy, bác thư trưởng để lại số điện thoại cho bên em nhá, để bên em sẽ alo trực tiếp tư vấn cụ thể cho bác hơn về chiếc Elantra. Đấy, về chiếc Elantra. Đây, biển của bác Cerato số sàn đây, 50980 rồi. Quá đẹp rồi. Đấy bác nhá, bốc được quả biển này tránh 4953 là quá ok rồi đấy ạ. Đấy, bác đang theo dõi thì hãy ok đi. Vâng, bác hãy ăn mừng đi ạ. Vâng, chiếc Accent này của em là biển tỉnh thôi ạ. Biển tỉnh thôi bác nhá. Bình Dương, vâng, Bình Dương ạ. Nếu bác ok thì bác cứ việc alo trực tiếp, sẽ có giá tốt nhất cho bác. Những cái số online đây. Đấy, 0964 834 834, 0963 882 833, 0989 470 333. Đấy, những cái số hotline cho bác để cho bác những cái giá yêu thương nhất, yêu ái nhất và VIP nhất cho bác luôn. Đấy bác nhá. Đấy, bác nhà dạp ơi, bác để lại số điện thoại cho bên em nhá. Bên em sẽ tận tâm phục vụ cho bác ạ. Vâng, để cho bác hài lòng nhất ạ. Cho bác sướng nhất đi ạ. Và giá êm nhất cho bác luôn. Đấy, các bác hãy quan tâm, hãy để lại số điện thoại cho bên em. Vâng, sau đây này em sẽ báo giá những cái loạt mẫu xe đang cửa hàng bên em đây. Đây là một chiếc Corona Tít 2008 số tự động màu bạc. Đấy, xe cực kỳ đẹp, đảm bảo các bác không một lỗi nhỏ luôn. Zin nét từ đầu đến đuôi. Đấy, máy thì zin, số zin, keo chỉ zin, nội thất đẹp, sơn xi đẹp và gầm bệ chắc lịch luôn. Đấy, tất cả chiếc xe mà mang lại những yếu tố như thế này cho các bác là mua về chỉ việc đổ xăng là lăn bánh thôi, không cần suy nghĩ gì nhiều đâu ạ. Đảm bảo dòng này nhá, gặp các bác thợ là các bác chỉ có chắp tay lạy thôi ạ. Đấy, bởi vì là xe không chịu hỏng, chỉ no thay dầu, thay nhớt định kỳ thôi. Đấy, và có muốn kiếm thêm những cái gì nữa thì rất khó ở những cái dòng Atit như thế này. Đấy, đảm bảo các bác lành tuyệt đối 100%, bảo hành máy cho các bác hẳn 1 năm đi cho nó sướng cuộc đời đi ạ. Và giá chào bán cho em Atit này là 360 triệu đồng. 360 triệu đồng cho em Atit 2009 này nhá. Vâng, bác nhà dạp, bác muốn quan tâm thì hãy để lại số điện thoại cho bên em, để bên em có thể gửi clip hình ảnh quay chụp ban ngày rất là rõ ràng đến các bác nhá. Bất kỳ bác nào quan tâm hãy chấm lên đây của em, và hoặc để lại số điện thoại có Zalo để bên em được gửi clip hình ảnh chi tiết cực kỳ rõ ràng ban ngày cho các anh chụp, thì nó thật các bác không còn gì địa điểm gì để chê nữa rồi. Đấy, trời tối như thế này em chỉ quay và review kỹ cho các bác một chút thôi, chứ còn nếu như để nói về ban ngày thì nó thật các bác không còn điểm gì để chê. Kể cả các bác xoay tận hang cùng ngõ hẻm, em nó cũng nhìn thấy tận nơi luôn. Đấy bác nhá. Vâng, các bác quan tâm hãy để lại số điện thoại đi ạ. Suzuki Ertiga bên em đang hết hàng bác băng Lê Thường nhá. Ok, bác mua trên livestream. Vâng, quay kỹ luôn đây ạ. Quay kỹ luôn cho bác đây. Ok nhá, các bác đợi em một xíu nhá. Vâng, các bác thông cảm để em sẽ bán chiếc Accent này cho bác nhà dạp luôn. Bác đang thích bản đặc biệt này,
cái gì cũng tự động đây ạ, điều hòa tự động, đèn pha tự động, gạt mưa tự động, các kiểu tự động luôn. Đấy, cửa lốc trời cũng tự động đây ạ. Đấy, gạt mưa rồi điều hòa tự động các kiểu, ga tự động em nó cũng có luôn. Với nội thất của em Ascend bản đặc biệt 2020 đây. Các bác nhìn thấy em đây ạ, về cái bộ ghế này các bác đánh giá đã đủ mới chưa ạ? Đấy, các bác nhìn thấy mới chưa? Đấy, da nguyên bản nhá, mới kính quang đây ạ. Chưa hề có vết trầy. Trời ơi, em mở cửa ra vẫn còn thơm mùi xe mới luôn. Đấy, vẫn còn thơm mùi xe mới bác nhá. 2020 với em Ascend bản đặc biệt này vẫn còn nguyên mùi da mới ạ. Vâng, mở ra các bác ngửi mới biết được nhá. Và bên trong đây, nội thất của em đây ạ. Các bác nhìn thấy em đây ạ, ga tự động này. Đấy, ga tự động đây này. Đấy, đây ạ, phím trên vô lăng này. Và xe chạy có 1.6235 km thôi. Điều hòa tự động đây ạ. Đấy, rất là nhiều công nghệ trên chiếc Ascend bản đặc biệt này. Và cửa lóc của nó đây bác nhá. Đấy, cửa lóc luôn. Xe thì như mới rồi, không một lỗ nhỏ thôi. Và giá đang được chào bán cho em này, cho bác nhà dạp nhá. Vâng, 490 triệu đồng nếu mà bác chốt ngay hôm nay cho em. Đấy, sẵn sàng lọc cho bác 10 triệu luôn. Đấy, cho bác bao ăn ở đây một ngày, ăn chơi các kiểu, nhảy múa các kiểu luôn. Đấy, ok chưa bác? Bao ăn chơi nhảy múa các kiểu tại Hải Dương cho bác một ngày bác nhá. Đấy, 490 triệu đồng cho chiếc Ascend này. Đấy, cho bác sướng cuộc đời luôn ạ. Đấy, bác nhìn đi ạ. Đấy, với chiếc Ascend đây, la răng phay này, chưa biết xước này. Đấy, đây ạ, la răng phay chưa biết xước này. Tất cả mọi thứ zin đét đèn đẹp từ đầu đến đuôi nhá. Đấy, bác nhà dạp ạ. Sơn thì nói thật bác yên tâm là zin tuyệt đối rồi, 95% rồi, em không dám chắc 100% đâu. Nếu mà có một giọt sơ ta nào nói 100% thì các bác bắt đền em chết. Nhưng mà chỉ dám nói 95% cho em này thôi. Đấy bác nhá, ok chưa ạ? Đấy, sang bên đây. Sang bên đây là một chiếc Mazda 3. Mazda 3 2018 nhá. Đẹp long lanh luôn. Nếu như để nói về em Mazda 3 form dáng các bác nhìn thấy em đây, có yêu không ạ? Đấy, chiếc xe này có yêu không ạ? Nếu như chiếc xe này không yêu thì nói thật các bác em sẽ mất tiền cho các bác luôn. Đấy, nếu như để nói về form dáng Mazda 3 thì đảm bảo với các bác rằng bao giờ em nó cũng là hot nhất ở cái dòng phân khúc C bây giờ. Form dáng trẻ trung, đẹp và các cái nam thanh nữ tú nhá thì cực kỳ yêu thích cái dòng Mazda 3 này. Đấy, tại sao như vậy? Thì các bác chỉ cần nhìn đến cái nội thất này thôi. Từ cái phần yên ngựa của em nó đây, các bác nhìn đi ạ, đã thấy được rằng rất là hiện đại nhá, phanh tay điện tử này. Đấy, và cái phím chức năng trung tâm ở đây các bác nhìn thấy rất là đẹp. Và màn hình em nó đây và điều hòa tự động nhá. Một cái củ số cực kỳ đẹp luôn, rất là gọn gàng và thanh cảnh. Và bộ ghế da của em nó đây, được đục ghế da lỗ ngồi rất là mát và cực kỳ là êm đít nhá. 2018 Mazda 3 không còn điểm gì để chê. Đấy. Và các cái tăm ni cánh cửa của em đây ạ. Từ cái phần nhựa mềm này, sờ đã đủ sướng rồi các bác ạ. Và da đây. Đấy, từ các cái đường kim mũi chỉ em đây ạ. Các bác nhìn đây ạ, zin đét đèn đẹp như thế này nhá. Đấy, đây ạ, các bác nhìn đây ạ. Đấy, tăm ni chưa hề có vết xước nào cả ở đây. Đấy, tay mở cửa được mạ chrome đầy đủ này. Đấy, mạ chrome nhá, rất là kỹ càng. Đấy, là cánh phụ đằng trước. Cánh phụ đằng sau thì sao đây? Cho các bác xem luôn đây ạ. Mở xe ra thơm mùi xe mới. Đấy, 2018 đây ạ. Các cái đường kim mũi chỉ của em đây vẫn còn đẹp và sáng bóng như thế này. Đấy, nội thất của em đây ạ. Đấy, rất là đẹp, long lanh luôn nhá. 2018 Mazda 3, form dáng đẹp, nội thất đẹp, trẻ trung, hiện đại, công nghệ nhiều. Cửa lốc trời, gãy số vô lăng, điều hòa tự động, đèn bi. Và được trang bị na răng đúc, phanh đĩa, phanh ABS, phanh chống trơn, chống trượt, cân bằng điện tử đầy đủ luôn. Chỉnh gương, cụp gương tự động đầy đủ, một bầu trời công nghệ. Với em phân khúc C này, mở to, dài, rộng như thế này. Nhưng mà xin kính thưa với các bác nhá, xăng của em nó ăn thì ít thôi rồi luôn. Đây ạ, độ tiêu hao của em đây có 5 lít cho đường ngoài đô thị thôi. Đấy, nếu mà chiếc Mazda 3 này các bác đã đừng chạy rồi nhá, đã từng chạy rồi, chỉ cần đổ 300.000 tiền xăng bây giờ thôi
Nãy em nó đã chạy được cho các bác 250 cây số rồi. Đấy, em thử hỏi các bác có tiết kiệm không ạ? Và giá chào bán cho mẫu Mazda 3 này cũng chỉ có giá là 540 triệu đồng. 540 triệu đồng cho em Mazda 3 này. Đấy. À vâng, bác Linh, bác Linh AU ơi, bác đang hỏi về K3 số sàn hay số tự động đây ạ? Vâng. À, nếu bác hỏi số sàn thì một vài người nữa bên em sẽ cập bến cho bác về em K3 số sàn nhá. Đấy, sẽ cập bến cho bác về chiếc K3 số sàn luôn. Bác yên tâm ạ. Vâng. Đấy. Một em K3 số sàn siêu đẹp và một em Cerato số sàn nữa. Đấy, các bác có nhu cầu hãy quan tâm và hãy đăng ký kênh dùm em. Xe về này em sẽ quay trực tiếp review luôn cho các bác xem. Xe mộc ngay và luôn. Riêng bên em bây giờ tiêu chí bán hàng là như vậy. Cứ xe về là quay mộc luôn cho bác xem. Đấy, nỗi đâu lầm đâu được các bác thấy ngay luôn. Đấy, thấy ngay và luôn nhá. Đấy ạ. Vâng, xem xe mộc là chuẩn nhất các bác nhá. À, Camry bác Bi Hương. Bác Bi Hương để lại số điện thoại cho bên em. Em sẽ gửi hình ảnh clip cho bác về chiếc Camry 2011 bác nhá. Bác quan tâm đến thì bác hãy để lại số điện thoại đi ạ. Có em Camry đẹp cực kỳ luôn. 2011 thôi ạ. Đấy. Và đây, sang bên đây là một chiếc Kia Cerato. Cerato 2018 à 17. 2017 động cơ 1.6 nhá. Cerato màu đỏ đây ạ. Và bác nào nam thanh nữ tú yêu thích công nghệ nhiều, form dáng đẹp, trẻ trung, hiện đại. Đấy, và chạy thì cũng rất ok, rất là ổn với dòng xe này. Được cái là dòng Kia rất là lành và đồ rất là nhiều. 2017 1.6 số tự động, trang bị một bầu trời công nghệ. Và giá chào bán cho em này cũng chỉ ngang ngửa i10 Moling thôi. Giá của em nó chỉ có 490 triệu đồng. 490 triệu đồng cho chiếc Cerato 2017 này nhá. Đấy. Ở xa bên đây là một chiếc Avante. Avante 2014 phân khúc C. Đấy, xe cũng cực kỳ đẹp. 2014 các bác nhá, số tự động. Và bên em cũng đang được chào bán chỉ có là 370 triệu đồng. Nếu bác nào có tầm tài chính dưới 400 quay về, thích một em xe phải nói phân khúc C chạy cũng sướng, ok và công nghệ vừa phải nhá. Quan trọng nhất là độ lành và cái độ bền cực kỳ cao, thì các bác hãy nhớ ngay đến Avante 2014 này. Trang bị cửa lốc trời, điều hòa tự động và trang bị máy 1.6 la răng đúc, phanh đĩa, phanh ABS đầy đủ luôn. Và giá chào bán cho em này là 370 triệu đồng. 370 triệu đồng cho em Avante này nhá. Vâng, bác Lương Hồ Quy để lại số điện thoại cho bên em nhá. Bên em sẽ gửi cho bác đến về chiếc Camry. Camry 2.0e. Đấy, chạy xe nhập tài cũng rất là ok. Đấy, form dáng được cái rất là đẹp và đẳng cấp của một doanh nhân vang bóng một thời bác nhá. Ok, tiếp theo sang phía bên đây là một chiếc i10 số tự động 2018 luôn. Động cơ 1.2 và bản sedan. Bản sedan đuôi dài và bản cao cấp nhất của dòng i10. Không có em nào có thể cao cấp hơn em này nữa rồi. Đấy, và giá đang được chào bán cho chiếc i10 bản sedan số tự động màu đỏ này. Giá của em cũng chỉ có là 345 triệu đồng thôi ạ. 345 triệu đồng thôi bác nhá. Kế bên đây là một chiếc Accent số sàn 2019 của bên em đây ạ. Và giá đang được chào bán cho em Accent số sàn bản đủ 2019 màu đen này, biển thành phố, được trang bị hàng cửa gió thứ hai. Đấy, và giá chào bán cho em nó là 410 triệu đồng. 410 triệu đồng cho chiếc Accent số sàn bản đủ 2019 này nhá. Xe đẹp gần như mới tinh. Đấy, kế bên đây là một chiếc Accent bản đặc biệt 2020 ATH bản đặc biệt đây ạ. Trang bị na răng phay, cửa lốc trời, điều hòa tự động, ghế da cao cấp. Và giá chào bán cho em này là 495 triệu đồng. 495 triệu đồng cho em Accent 2020. Sang bên đây là một chiếc Corona Tít 2010 số tự động, động cơ 2.0V. Đấy, đời cao ngất ngây. Đấy, nói thật các bác. Và được cái công nghệ em nó cũng rất là nhiều. Với dòng Atit 2.0V này,
so với cả các cái đời khác hay là mấy bây giờ, thì dòng xe này cũng luôn là lành, luôn là bền, và form dáng đẹp thì nói thật các bác không thể nào chê vào đâu được. Đấy, đẹp từng góc cạnh một nhá. Và được cái tiêu hao nhiên liệu em này cũng rất là ít, lanh quanh chỉ có 7 lít đến 8 lít quay về cho 100 km được kết hợp với chiếc Altis 2.0V này. Và giá chào bán cho em nó cũng chỉ có là 420 triệu đồng cho chiếc Altis 2.0V 2010, form mới, mẫu mới, và trang bị một bầu trời công nghệ. Đấy, số tự động vô cấp, ghế chỉnh điện, điều hòa tự động, chìa khóa thông minh ấn nổ rồi. Đấy, sang bên đây là một chiếc Honda City phân khúc B 2017 nhá, màu xám bạc. Và riêng em này, bác Phạm Sơn Hà, ok. Chào bác Phạm Sơn Hà, có luôn đây. Mô linh nhập 5 chỗ số tự động luôn đây. Bác là một người rất là yêu và ham hiểu về công nghệ rồi. Đấy, thì chắc chắn thôi thật bác sẽ yêu được em này ngay. Đây ạ, một em mô linh nhập 2012 bác nhá. Và đăng ký lần đầu 2014 đây ạ. Đấy, bác nhìn đây, với một em mô linh nhập đây ạ. Và đây, tem em nó vẫn còn mới tinh như thế này thì các bác biết là như thế nào rồi ạ. Là có nghĩa rằng đời 24, đăng ký lần đầu 24, và em nó lăn bánh xuống đường chỉ có 7 năm sử dụng thôi. Nếu như để nói về lăn bánh xuống đường nhá, và em nó cất ở trong nhà rất là kỹ càng, cho nên tất cả mọi chi tiết góc cạnh em nó vẫn còn đẹp và sáng, đi theo 5 tháng luôn. Từ những cái tay mạ chrome của theo xe đây ạ, các bác nhìn vẫn còn đẹp, không có vết ố nhá. Đây ạ, và đã được trang bị chìa khóa thông minh ấn nổ này, cảm biến mở cửa đây. Đấy, và đây, những cái gương của nó vẫn còn xịn xòa theo xe đây ạ, vẫn còn Hàn Quốc này. Đấy, đèn bi này, giải nét ban ngày này. Đấy, sáng trưng rực rỡ như thế này. Em hỏi các bác xe này có yêu không ạ? Đấy, bản thể thao nhá, đã được trang bị sport đây. Đấy, viền đây ạ, viền thể thao luôn. Đấy, la răng phay đây, bông cúc rất là đẹp nhá. Và trang bị ghế bọc da cao cấp theo xe. Đây ạ, ghế bọc da cao cấp theo xe, chưa hề sờn, chưa hề bong chóc tí nào. Điều hòa tự động. Đấy, rồi phím trên vô lăng rất là nhiều. Có cả đèn pha tự động này. Gạt mưa auto luôn nè. Ôi giời ơi, nhiều công nghệ quá các bác ạ. Chìa khóa thông minh ấn nổ rồi. Và nhập Hàn đây ạ. Đấy, ok bác Phạm Sơn Hà, xem máy luôn. Đây, máy quay cho bác xem luôn đây. Em thấy vẫn còn zin từ nắp giàn quà luôn bác nhá. Đây ạ, cho bác xem máy luôn đây. Đây ạ, bác nhìn đây, máy của em đây ạ. Đấy, bác nhìn thấy chưa, máy vẫn còn zin từ nắp giàn quà luôn bác nhá. 2012, xe cực kỳ đẹp, chất lượng zin tuyệt đối, đảm bảo các bác máy móc zin nguyên. Đấy, vẫn còn sáng sủa cực kỳ đây ạ. Đấy, lỗi này em bảo lỗi ngay, máy bổ về đây, xin mời bác cầm chìa khóa đánh xe về, không cần trả tiền. Đấy, tại vì em đã nói rồi, lỗi cho xe, lỗi cho xe bác nhá. Đấy, bác cứ yên tâm một điều như thế ạ. 2012, đăng ký lần đầu 24, mô linh nhập, và giá chào bán cho em này 285 triệu đồng. Và quan trọng nhất em nó là đã được trang bị đồng hồ số bô kép bôi thể thao đây. Bô kép đây ạ. Đấy, bác nhìn đây ạ. Đấy, giá cực kỳ yêu luôn. Đấy, sơn xi đẹp, keo chỉ không mất phần nào, không một nỗi nhỏ với em này nhá. Vâng, bác Thiệp Trương xem City, ok City đây. Lại quay City luôn cho bác Thiệp Trương đây ạ. Đây, ok bác, City đây. Cho bác xem quả City này thì bác cũng yêu luôn. Bản top nhá, trang bị chìa khóa thông minh, cảm biến mở cửa đây. Đấy, cảm biến đây ạ, rất là ok. Đấy, đây ạ, tắt đi cánh cửa này. Đấy, đẹp long lanh luôn. Đây ạ, bác nhìn đây ạ. Đấy, ghế bọc da này, hai hàng cửa gió này. Đấy, màn hình này, điều hòa tự động này, ga tự động này. Đấy, chân nỉ nguyên bản theo xe và ghế bọc da cao cấp đây ạ.
Đấy, ghế da nguyên bản theo xe đây. Thì nó được trang bị ghế da lỗ đây ạ. Mã ghế vẫn còn đẹp như thế này đây các bác này. Đấy, mã ghế đây nhá, trời rất là tối. Nếu các bác muốn chi tiết kỹ càng hơn nữa thì hãy để lại số điện thoại có Zalo cho bên em, để bên em liên hệ trực tiếp với bác, để quan tâm đến bác và gửi clip hình ảnh đến bác về chiếc City này nhá. Đấy, về chiếc City này. Về hông sườn hai bên của em nó đây. Đấy, cũng đẹp và căng đét. Đấy, không một lỗ nhỏ luôn. Tất cả mọi thứ zin hết từ đầu đến đuôi. Gầm bệ chắc lịch, máy móc nguyên zin, keo chỉ không mất phần nào, nội thất nguyên bản. Và giá chào bán cho em City này là 435 triệu đồng. Rất là giá tiền cho một em này. À, vâng, bác ok anh. À, bác Phạm Sơn Hà. Giá tụt quần là bao nhiêu ạ? Bác thiện chí hãy để lại số điện thoại bên em nhé, để bên em có thể quan tâm đến bác ạ. Vâng, bác cứ để lại số điện thoại đi, sẽ có giá tốt cho các bác luôn. Kế sang bên đây là một chiếc Archer số tự động. Và chạy thì tiết kiệm nhiên liệu, ơi là tiết kiệm luôn. Đấy, nếu mà bác nào thích một em phân khúc B số tự động tiết kiệm cực kỳ. Đấy, không chê về form dáng và đời thì cao ngất ngây thì có thể sở hữu ngay em Archer này. Đây, tiêu hao của em đây 4 lít rưỡi này cho đường ngoài đô thị này. Và 5 lít cho đường kết hợp đây ạ. Các bác thấy ạ, có ít không ạ? Và đường trong đô thị thì có 6 lít thôi. Đấy, các bác chạy chán chạy chê rồi, có 6 lít cho 100 cây số thôi. Với em Archer này thì yên tâm ạ. Vâng, chạy rất là sướng. Phân khúc B rộng rãi, ngồi sướng hơn đi 10, sướng hơn Morning. Nói chung là B thì bao giờ cũng đẳng cấp hơn A rồi. A kể cả có cao bằng mấy đi chăng nữa thì vẫn thua B, bởi vì phân định rõ ràng về cái phân khúc rồi các bác nhé. Nên các bác nào muốn quan tâm một chiếc xe phải nói rằng hơn 300 một chút, số tự động, đi tiết kiệm nhiên liệu, phân khúc B, thì hãy nghĩ ngay đến dòng xe Mitsubishi Archer này. Và giá chào bán cho em này là 345 triệu đồng. 345 triệu đồng cho chiếc Mitsubishi Archer 2019 số tự động này nhá. Và ở kế bên cạnh đây là một em số sàn cũng là bản đủ, đã được trang bị na răng đúc, phanh ABS đầy đủ luôn. Đấy, và được trang bị ghế bọc da cẩn thận. 2019 Archer số sàn và giá tụt quần 295 triệu đồng cho em này. Đấy, quá rẻ mạt cho một em phải nói rằng phân khúc B dưới 300. Nếu như so với i10 Morning thì vào cá nhân em chắc chắn em sẽ dùng chiếc Mitsubishi Archer này các bác nhá. Đấy, chạy được cái là sướng này, được cái là rộng này, và được cái rằng tiết kiệm hơn cả i10 Morning. Đấy, các bác nhìn này, cái độ nhãn năng lượng của em đây rất là chuẩn nhá. Chạy này chỉ có 3.9 này, 3.9 cho 100 km đường ngoài đô thị này. Và đường kết hợp của em có 4.7 thôi. Đấy, 4.7 thôi ạ. Các bác thấy có yêu không ạ? Đấy, với cái dòng Archer này thì thực sự mới các bác quá yêu luôn. Kia Rio màu đen bên em này đang hết hàng nhá, bác Đức Trần nhá. Kia Rio màu đen thì không còn hàng đâu ạ. Đấy, bác có thể tham khảo cân đối sang mẫu xe khác đi. Đấy, sang bên đây là một chiếc Hyundai Accent số tự động 2011. Đấy, 2011 đây ạ. Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Và giá đang được chào bán cho chiếc Accent này là 325 triệu đồng cho em này thôi. Đấy, cũng rất là đẹp và xinh gái, duyên dáng cực kỳ. Đấy. Rồi, tiếp theo ở bên đây là một chiếc Vios số sàn 2021. Đấy, siêu lướt, mới kính quang bây giờ. Đấy, và giá đang được chào bán cho em Vios số sàn 2021 này là 460 triệu đồng. 460 triệu đồng cho chiếc Vios số sàn 2021 này. Đấy, kế sang bên đây là một chiếc Accent số sàn nữa, 2014, nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Xe cực kỳ đẹp, nội thất đẹp, sơn si đẹp và máy móc thì nói thật các bác cũng chấm hết rồi. Và đang được chào bán giá cho chiếc Accent số sàn bản đủ 2014 nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc này là 320 triệu đồng thôi ạ. Vâng, bác Hà Mạnh, cửa địa chỉ cửa hàng bên em ở đâu? Cửa hàng bên em là số 1 đường Thanh Niên, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương bác nhá. Và cạnh khách sạn Trường Thành đây ạ, một địa danh rất là nổi tiếng của bên em đây. Đấy, bác nhìn khách sạn Trường Thành rất là nổi tiếng và cái tem cái biển hiệu của em nó kia rất là đỏ nhá. Đấy, rất là sáng. Bác Quang Huy ơi, Forte hoặc Cerato là bác đang hỏi đến tầm tiền mấy trăm ạ? Vâng,
Bác vừa hỏi đến tầm tiền mấy trăm thì em sẽ tư vấn chuẩn cho bác luôn. Đấy, tư vấn chuẩn luôn bác nhá. Cerato và Forte bên em, Forte thì không còn hàng, nhưng mà Cerato thì vẫn có hàng cho bác. Đấy, bác quan tâm đến tầm nào tiền thì bác. Vâng, tầm 400 thì nói thật bác đi số sàn thì thôi rồi luôn. Chấm hết ạ. Vâng, bên em sắp cập bến hai mẫu xe cho bác lựa chọn nhá. Một em K3 và một em Cerato luôn. Đấy, đẹp chất lượng. Nói thật các bác, riêng Cerato nhá, các bác đi khắp tỉnh miền Bắc này cũng không bao giờ kiếm được một em xe mà chạy đúng 2,5 vạn. Quá nhá, em cho bác xe luôn. Đấy, đời 2016 mà chạy có 2,5 vạn thôi bác ạ. Lốp theo xe còn nguyên. Đấy, như mới tinh. Và nếu bác nào mà không ngại về đời nhá, sở hữu em đấy nhá, chạy thì sướng thôi rồi luôn ạ. Đời 2016 mà chạy có 2,5 vạn, gần như chủ nhân toàn ngủ quên đắp chiếu ở trong nhà, cho nên xe vẫn đẹp zin đét đẹp từ đầu đến đuôi. Đấy, bác hãy chờ đợi nhá, một vài ngày nữa thôi em sẽ cập bến mẫu xe đấy cho bác luôn. Đấy, 400 triệu xe của bác Quang Huy, cho bác lựa chọn hai mẫu xe K3 và xe Cerato cho bác. Đấy, ok, cảm ơn bác Nguyễn Trọng Quy. Vâng, một vài ba ngày nữa sẽ cập bến về đến đây thôi. Và chắc chắn em sẽ quay mộc luôn cho bác xem luôn. Đấy, riêng bên em tiêu chí cứ về mộc quay luôn cho bác xem nhá, để cho các bác xem thấy nỗi nầm và xe xấu ở đâu là sẽ nhận thấy ngay. Đấy, nhận thấy ngay và luôn ạ. Kể cả vừa hạ lồng em cũng sẵn lòng quay luôn cho các bác nếu các bác có nhu cầu luôn. Đấy, ở kế sang bên đây là một chiếc Elantra 2018 nhá, rất là đẹp, màu trắng, và đảm bảo các bác đi gia đình, đi chơi và đi làm em này thì vừa kiếm tiền vừa đi một mình em nó, phục vụ tới 3-4 chức năng. Đấy, các kiểu luôn. Và giá chào bán cho em Elantra số sàn này là 440 triệu đồng cho các bác. Đấy, nếu mà sở hữu thiện chí một em phân khúc C. Đấy, bên cạnh đây là một em phân khúc A 2017 hạng C. Đấy, Kia Morning hạng C đây ạ. Riêng em này là bản đủ cao cấp nhất của dòng y về dòng em Morning số sàn nhá. Em Morning số sàn đây ạ. Và giá đang được chào bán cho em này cũng chỉ có là 260 triệu đồng cho chiếc Morning C 2017 này nhá, trắng ngọc trinh. Và quan trọng em này bản full, đầy đủ tính năng, hiện đại cực kỳ, ngồi lên đi thì mới biết được sướng các bác nhá. Đấy, kế sang bên đây, nếu như bác ít tiền không chê về cái dòng thương hiệu Chevrolet, chạy thì cũng rất là bền và cũng rất là sướng, gầm bệ chắc lịch, các bác cứ phi vào ổ gà cho em thoải mái luôn, không có một tiếng kêu, không một tiếng động gì nhá. Đấy, chắc lịch. Đấy, đời này. Và quan trọng chủ nhân xe gia đình chuẩn, không có dịch vụ, không có kinh doanh taxi ngày nào cả. Đấy, cho nên vẫn là chất, máy zin nguyên, nội thất đẹp và sơn si keo chỉ nguyên bản, không mất phần nào. Giá đang được chào bán cho chiếc Avel số sàn 2015 này, đời cao và rẻ hơn cả i10 Morning, chỉ có 220 triệu đồng cho chiếc Avel 2015 này các bác nhé, biển thủ đô luôn. Đấy, kế sang bên đây là một chiếc Fiat bản G 2017 màu vàng cát. Đấy, và các bác có muốn quan tâm về một em, phải nói rằng đã được chủ nhân lên rất nhiều đồ chơi, màn hình, cam lùi đầy đủ rồi, ghế bọc da nguyên bản theo xe. Đấy, xe không một nỗi nhỏ nhá, gầm bệ chắc lịch. Và giá chào bán cho chiếc Fiat bản G 2017 màu vàng cát này là chỉ có 445 triệu đồng cho chiếc Fiat bản G này. Vâng, Fiat 2011 bên em đang hết hàng bác nhá. 2011 bên em đang hết hàng Fiat ạ. Kế sang bên đây là một chiếc Corona Tít 2009 số tự động, động cơ 1.8G. Đấy, với em Atis số tự động, hàng lắp ráp tại Việt Nam đây, nhưng mà chạy thì cũng bền và lành vô đối cực kỳ. Với đời này, đảm bảo các bác độ tiêu hao nhiên liệu cũng loanh quanh tầm 8,5 lít. Đấy, đến 9 lít quay về nhá. Và giá đang được chào bán cho chiếc Atis 2009 số tự động, động cơ 1.8 này, đã được trang bị màn hình cam lùi, cam hành trình, ghế bọc da nguyên bản theo xe. Và giá của em nó chỉ có 360 triệu đồng thôi ạ. Đấy, sang phía bên đây là một chiếc Fortuner số sàn, máy dầu, động cơ 2.4 2017, hàng nhập khẩu nguyên chiếc Indo, số sàn 6 cấp, chạy mượt, êm, tiết kiệm nhiên liệu. Và được cái rằng ông vua máy dầu đây. Với em này, đảm bảo các bác đi gầm cao như thế này nhá, lên vỉa hè
Đấy, lên block thì các bác cứ yên tâm là nhấc nhẹ một phát em nó đặt chân lên được ngay. Đấy, không phải như cái dòng sedan gầm thấp mà phải no rón rén đâu ạ. Riêng em này các bác cứ nhấc nhẹ chân thôi, lên ngay và luôn. Và giá đang được chào bán cho chiếc Fortuner này là 775 triệu đồng cho chiếc Fortuner số sàn máy dầu 2017 các bác nhé. Nhập khẩu nguyên chiếc Indo ạ. Vâng, kế sang bên đây là một chiếc Hyundai Tucson. Tucson 2011. Nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc số tự động và đã được trang bị động cơ 2.0. Đấy, trang bị cửa lốc trời toàn cảnh Panorama, trang bị điều hòa tự động và chìa khóa thông minh ấn nổ, cảm biến mở cửa, chỉnh gương cùng gương tự động đầy đủ luôn. Đấy, và ghế bọc da cũng được trang bị rất là cao cấp đây. Và đã được chủ nhân độ lên cái quả vô lăng rất là yêu đây ạ. 2011, số tự động Hyundai Tucson nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Và giá chào bán cho em hai cầu bản đủ cửa lốc trời toàn cảnh này là cực kỳ yêu, 465 triệu đồng cho chiếc Hyundai Tucson 2011 các bác nhá. Hai cầu đây ạ, 4VW đây ạ. Đấy, sang bên đây là một chiếc Xpander số sàn máy xăng động cơ 1.5 7 chỗ 5+2 2019 luôn nhá. Với em Xpander số sàn máy xăng động cơ 1.5 này đi rất là sướng, tiết kiệm nhiên liệu và gầm cao. Giá đang được chào bán cho em 7 chỗ Xpander số sàn này là 460 triệu đồng và thân vỏ nguyên bản nhá, sơn xinh đẹp, keo chỉ không mất phần nào, máy móc nguyên zin từ nắp dàn cò, xe chạy lanh quanh 3-4 vạn quay về thôi các bác ạ. Nếu các bác muốn sở hữu một em xe phải nói rằng vừa chạy nốt đa hộ cho các bác thì hãy nhớ ngay đến em Xpander này nhá. Kế sang bên đây là một chiếc Xpander số tự động máy xăng động cơ 1.5 với em số tự động này 2019 và cũng đã được chủ nhân trang bị ghế bọc da, màn hình cam đùi đầy đủ rồi. Đấy, na răng phay giải nếp ban ngày 2019 Xpander số tự động. Và giá bên em cũng đang được chào bán cho mẫu xe này là 540 triệu đồng cho em Xpander 2019 này nhá. Đảm bảo các bác zin đét từ đầu đến đuôi. Nếu như về đây tìm ra lỗi nhỏ, em sẽ biếu không tặng không xe, và kể cả ngày mai đùn xuống sông không cho bán nữa với chiếc xe này, nếu như tìm ra lỗi các bác nhá. Đấy, hai em Xpander số tự động thì đều không có một lỗi nhỏ luôn, chạy lanh quanh 3 vạn quay về, lốp theo xe còn nguyên, sơ cua chưa chạm đất lần nào. Đấy, hai em tha hồ cho bác lựa chọn nhá. Đấy, ở bên đây là một cặp Xpander số sàn 2019 màu trắng. Đấy, các bác cũng tha hồ lựa chọn luôn, xe lốp theo xe vẫn còn zin đét đèn đẹp và cũng không một lỗi nhỏ nhá. Giá chào bán cho em này cũng chỉ có một chiếc một là 460 triệu đồng. Đấy, 460 triệu đồng cho em Xpander này. Đấy, tiếp theo sang bên đây là một chiếc Fortuner số sàn số tự động máy xăng động cơ 2.7 2 cầu 2011. Đấy, xe màu xám đây ạ, rất là đẹp, với em Fortuner vừa lành bền và được cái rằng chạy thì rất là sướng. Đấy, động cơ 2.7. Đấy, và các bác không ngại ngần về xăng mà thích đi gia đình, đi ít thỉnh thoảng đi trèo đèo lội suối các kiểu thì các bác có thể quan tâm đến em này nhá. Và giá chào bán cho em Fortuner này là 410 triệu đồng cho chiếc Fortuner 2011. Đấy, số tự động máy xăng. Kế sang bên đây là một chiếc Innova. Innova 2017 luôn, màu nâu cà phê. Đấy, xe gia đình chuẩn đấy ạ. Đậm chất gia đình, keo chỉ nguyên bản không mất phần nào, máy móc nguyên zin, nội thất được trang bị ghế bọc da. 2017 Innova và giá đang được chào bán cho mẫu xe này là 495 triệu đồng thôi ạ. 495 triệu đồng cho mẫu Innova 2017 này các bác nhé. Cực kỳ đẹp và zin đét đẹp luôn. Sang bên đây là một chiếc Santa Fe số tự động máy dầu 2011 nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Đẹp long lanh, không tì vết, không một lỗi nhỏ, máy thì chất nừ, zin từ nắp dàn cò. Đấy, keo chỉ nguyên bản không mất phần nào, sơn xi đẹp và nội thất thì trang bị ghế bọc da, trang bị cửa lốc trời, điều hòa tự động, ghế chỉnh điện hai bên. Đấy, ba vùng điều hòa. Ga tự động đầy đủ luôn. Và giá đang được chào bán cho em Santa Fe 2000
2011 này của bên em, giá của em là 580 triệu đồng. Vâng, 580 triệu đồng cho em Santa Fe số tự động máy dầu. Vâng, xin cảm ơn 100 quý khách hàng vẫn đang theo dõi bên em live stream. Và em đã báo giá trên dưới 50 mẫu xe rồi. Đấy, rất mong các bác anh chị hãy về tại số 1 đường Thanh Niên, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương nhá, để chiêm nghiệm tất cả mẫu xe đẹp, chất lượng, giá cả phải chăng. Các bác muốn êm, muốn hợp lý về giá hãy alo trực tiếp ngay và luôn cho bên em theo các số hotline 0964 834 834, 0989 470 333, 0963 882 833. Đấy, và các bác có thể đến tại số 1 đường Thanh Niên, phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương để chiêm nghiệm rất nhiều mẫu xe đẹp tại đây. Đây, các bác nhìn đây ạ. Đấy, trên dưới 50 mẫu xe đang chờ đón và đón đợi các bác đến đây xem, tham khảo và chiêm nghiệm, chạy thử. Kể cả các bác nào có năn tăn về xăng ăn ít tay ăn nhiều, em sẵn lòng sẽ đổ xăng cho bác chạy thử để chiêm nghiệm xem có đúng như cái độ tiêu hao mà do nhà sản xuất đưa ra không các bác nhé. Đấy, chuẩn đét luôn. Tất cả những mẫu xe tại đây bên em đều đã chạy thử và kiểm nghiệm, kiểm tra rất là kỹ càng rồi. Đấy, xe nào em cũng đã chạy hết, chưa có một mẫu xe nào chưa chạy qua cả. Và em biết được những chiếc xe nào sẽ có những ưu điểm rất là cao. Đấy, và nhược điểm thì cũng rất là ít thôi. Đấy các bác nhá, các bác nào muốn tiết kiệm xăng thì hãy quan tâm đến những dòng Mitsubishi Attacker. Đấy, còn bác nào muốn quan tâm những cái dòng xe lành, bền và phụ tùng nhiều thì cứ quan tâm đến Toyota và Hyundai nhá, và Mazda. Đấy. Còn các bác thích yêu về những công nghệ hiện đại, option miên man thì hãy nhớ ngay đến Honda City hoặc Kia, những cái dòng Kia đó là luôn luôn đứng đầu về công nghệ các bác nhá. Vâng, và trong buổi tối ngày hôm nay em xin dừng buổi live stream tại đây và hẹn các bác trong buổi tối ngày mai và buổi trưa ngày mai vào lúc 11:30 và buổi tối lúc 7:40 bên em sẽ lên sóng báo giá tất cả các cái mẫu xe. Vâng, vào 19:40 các bác nhé. Rất mong các bác, các anh chị hãy quan tâm và cùng chờ đợi để xem tất cả những mẫu xe đẹp chuẩn bị đang về. Đấy, ngày mai sẽ cập bến tiếp mấy mẫu xe nữa cho các bác. Đấy, rất mong các bác anh chị cùng quan tâm ạ. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong ngày mai. Chúc các bác một buổi tối ngủ thật ngon, ngủ thật là ngon và ấm êm bên gia đình các bác nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại ạ.